到小的时候一样，我也是把眼看的时候，对对对对对我眼睛都会眼睛好看但是你们不用说我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不chúng ta tiếp tục cái bài thứ ba ha. Đốt lơ động mạch não ngoài sọ, nhớ nha. Chứ không nói nhiều người cứ nhưng mà khi mình làm á quen á thì mình hay nói là cái gì làm hay là mạch cảnh, nói như thế là chưa chính xác ha. Để mình coi cái bài này rồi mình mới hiểu là tại sao nó chưa chính xác. Từ đúng của nó là extracranial ha, cerebrovascular đốt lơ ha. Động mạch não ngoài sọ, trong sọ này. Ha, ngoài sọ, động mạch não ngoài sọ. Rồi. Rồi, nó dung chơi. Đó. Ha, rồi bây giờ vô phòng đàn cương. Đàn cương này nói lẹ thôi chứ không có cái gì mà ghê gớm hết đó. Thật ra tất cả những cái gì mà liên quan tới cái động mạch não thì nó đều dẫn tới cái gì? Ha. Nó dẫn tới cái stroke ha. Rồi, này đó. Ha, này các anh chị xem thôi. Ha. Cứ gõ lên Google cái nó ra quá trời ha. Cho nên là bất cứ cái gì cao huyết áp tiểu đường hay gì người ta đều yêu cầu mình phải làm cái đó giống như thường quy rồi chú ý rồi chính vì thế nè ha. Siêu âm được á lúc đó là không xâm lấn nhiều thông tin, dễ thực hiện và thực hiện nhiều lần ha, chi phí không cao, dễ dàng trong tầm soát rồi chính vì thế. Nhưng mà phải chú ý là ngay phải tốt, có thời gian và có kinh nghiệm đó, nó chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ tới phần quan trọng, phần giải phẫu. Các chị phải nắm vững cái phần giải phẫu này. Cảnh bên phải với cảnh bên trái nguyên thủy nó khác nhau ha. Rồi 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 mình có gì tim có cung động mạch chủ, bên phải thì sao? Bên phải thì từ cung động mạch chủ nó ra cái gì? Nó ra cái động mạch cánh tới đầu ha. Rồi từ động mạch cánh tới đầu nó mới có một nhánh ra là động mạch dưới đòn phải và đó, sau đó là động mạch cảnh trung phải ha. Còn ở bên trái thì động mạch cảnh trung phải xuất phát ngay cái luôn, không có ngay qua đường, không có qua không gian một cái động mạch nữa ha. Bên này nhớ bên phải là động mạch dưới đòn ha. Rồi à, xin lỗi, bên phải là phải thông qua thân động mạch cánh tay đầu rồi mới chia dưới đòn cảnh trung phải, còn bên trái là cảnh trung trái xuất phát trực tiếp rồi tới dưới đòn trái cũng là nhanh xuất phát trực tiếp luôn. Cho nên ở cái cung động mạch chủ bao giờ cũng phải nhớ từ phải sang trái theo thứ tự là nó có mấy cây nhánh lớn. Thứ nhất là gì? Thân động mạch cánh đầu. Thứ hai cảnh trái và thứ ba dưới đòn trái ha. Đó là cái mẫu hình chiếm tới 60-70% thậm chí nhiều có cả 80% của tất cả nhân loại trên thế giới. Tuy nhiên là nó có những biến thể, mà khi vô những biến thể đó rồi làm rồi thì mới hết hồn. Tại đó cái đó là cái luận năng tương quan của tôi. Tới khi mà làm cái đó rồi thì tới hết hồn. Trời ơi, tôi quá trời. Thật ra nhiều khi ngồi đây lâu coi chứ kiểm tra lại tình cờ thôi thấy à mình có biến thể đó, chứ phải không? Ha, rồi ok. Rồi đây chúng ta nhìn. Đây, 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 đúng chưa? À, đúng rồi. Cảnh trung, đốt sống, dưới đòn, qua được một chủ, thân động mạch cánh ở đầu. À, cho nó ra hết. Đây,
Rồi, đây, đây cái hình là cho mọi lớp. Nhưng chúng ta chú ý nè, nó bên dưới đòn, sau đó bên phải ánh sáng nó cho một cái nhánh lên, chui qua mấy cái lỗ ngang ha. Thì cái đó chính là động mạch gì? Động mạch đốt sống. Hay có nhiều khi người ta còn gọi là động mạch là cái gì? Thân sống hay gì đó. Đây khác, vascular artery ha. Hai cái động mạch nó lên, nó mới nhập lại một, chui vô não là động mạch thân lên ha. Rồi còn cảnh thì bao giờ cũng cảnh chung chia ra cảnh trong và cảnh ngoài. Các anh chị chú ý cái hình vẽ người ta vẽ rất là nghiêm túc và phải chú ý các cách người ta vẽ. Thân đây chia hai, trước khi chia hai thì nó bự ra, đúng chưa? Động mạch cảnh chung nào cũng vậy, nó vẽ cũng vậy. Trước khi chia hai nó bự ra, cái chỗ đó nó gọi là burn, thành, thành cảnh bao giờ cũng vậy. Rồi sau đó nó chia hai, thì các anh chị thấy cái nào lớn cái nào nhỏ, thấy chưa? Tương ứng với cơ thể, cái ngoài thì lớn, phía ngoài đúng không? Cái ngoài thì lớn, cái nằm ở phía ngoài, nằm phía ngoài thì lớn, cái nằm phía trong thì nhỏ. Ha, thì nhớ, ngoài là trong, mà trong là ngoài. Ngoài chính là động mạch cảnh trong, mà trong chính là động mạch cảnh ngoài. Nhớ, cái này bổ tôi đây, thì có phải lên không? Cái nhánh mà đi phía ngoài nó lớn thì chính là động mạch cảnh trong. Còn cái nhánh đi ở trong này thì lại chính là động mạch cảnh ngoài. Nhớ, nhớ vậy. Và trước khi chia đôi nó có một cái hành, có một cái chỗ phình ra, nó gọi là hành cảnh. Hành đâu mà chậm nên mình gọi là hành cảnh. Tất cả những yếu tố anatô này phải nhớ để ở trên xương chúng ta thấy. Rồi ok, còn động mạch đốt sống thì sao? Động mạch đốt sống đặc điểm nó là cái gì? Chui vô cái chui như vậy thì có nghĩa là cái gì? Có những cái đoạn nó bị xương che đúng chưa? Mà cái xương mà nó che xương âm mình thấy không? Không thấy. Cho nên cái hình ảnh trên xương âm sẽ là hình ảnh gián đoạn. À, chỗ nào có xương che tôi thấy, cái tự nhiên xương che tôi không thấy nữa. Tôi thấy xương nè, cái tôi lại thấy nó, rồi lại không thấy, rồi lại thấy nó. Đó, đó là những cái đặc điểm vậy đó. Để mình thấy trên xương ha. À, rồi, ok. Giờ qua, đây, đây là những cái từ. Khi làm thấy luôn. Bây giờ làm không có ai mà gọi là một vật kiểm trong ngoài nữa, cứ xe ai đó ha. Khi mình làm có lẽ cái mẫu của mình thì mình cũng phải huấn luyện cho nhân viên của mình luôn ha, cái người nắm giúp y tá của mình đã biết ha. RCCA có INP dày bao nhiêu đó, thành LCCA có INP gì đó, thành LCCA có mảng sơ biểu hóa gì đó thì mình sẽ biết ha. Cái chuyện này là chuyện đính danh quốc tế, mình cứ việc đánh giá là bác sĩ lâm sàng họ mới hiểu, họ hiểu hỏi mình nha. Rồi ok, rồi bây giờ ta phải đi sâu lên chút xíu. Ở đây không phải là lớp về anatô, đây là lớp hồi xưa, nhưng cái anatô này phải nắm để chi, để lấy cái đó làm cái mốc chúng ta sẽ xem trên siêu âm. Rồi động mạch cảnh ngoài là có phân nhánh, động mạch cảnh ngoài nó có chia làm mấy nhánh, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha, 7 nhánh còn nữa. Nhưng cái này các anh chị xem hình biết thôi, cái chúng ta quan trọng là cái nào, cái là thầy cái nhánh đầu tiên phân nhánh của động mạch cảnh ngoài chính là động mạch nhánh trên. Chỉ cần nhớ này thôi, và mấy kia mình nhớ ha, mình đâu có học anatô đâu ha. Nhớ, nhưng mà nhớ là động mạch cảnh ngoài nó có phân nhánh và cái nhánh đầu tiên của nó chính là động mạch nhánh trên. Làm ơn nhớ chi tiết này, yếu tố này. À, yếu tố này là cực kỳ quan trọng, càng về sâu trong bài mình mới hiểu tại sao phải nhớ này. Rồi đó là nhánh đầu tiên nha, ở động mạch cánh ngoài chia là bao nhiêu nhánh không cần biết, nhưng nhớ nhánh đầu tiên là động mạch giáp trên và nhánh cuối cùng, nhánh tận và nhánh tận. Nhánh tận là động mạch thái dương lông, là nằm đâu đây này, cái này đấy, à, động mạch thái dương lông, nhớ động mạch thái dương lông, nhớ. À, cái này bắt buộc phải nhớ. Rồi đúng lại, động mạch cánh ngoài là có phân nhánh, tôi chỉ cần nhớ nhánh đầu tiên là gì, động mạch giáp trên, và nhánh cuối cùng là gì, là động mạch thái dương lông. Nhớ động mạch thái dương lông nằm đâu, nằm ở đây, lông mạch nằm ở đây, nhớ nằm ở đây. À, rồi nhớ hai cái đó rồi. Rồi động mạch cánh trong thì sao, không có phân nhánh. À, bây giờ các chị thấy rõ ràng chưa? Một cái có phân nhánh, một cái không có phân nhánh, thì chính cái đó là yếu tố để chúng ta phân biệt đến xuống. Được chưa? Rõ ràng chưa? À,
cái nào không được nhắn. Bây giờ các anh chị làm, nhiều khi các anh chị cắt giờ tôi hỏi cái này là mạch nào, các anh chị nói cái này là động mạch cảnh ngoài thì các anh chị mới chứng minh được tại sao nó là mạch nhỏ. Có nhiều cách chứng minh trong đó có cái này. À, là vì có cái nhánh nè, con nhánh nè, cái nhánh đầu tiên nè, có cái là cái dương đông nó tác động như thế nào nè, còn ảnh trong có gì hết. Ha, rồi đây. Rồi vẽ hình thì thấy là mặt cảnh trong đi rất là đẹp, đi thẳng, cảnh trung, cảnh trong đi thẳng. Nhưng ba cái này là ba cái chúng ta sẽ gặp trên xua. Ha, cách đi của nó đó, có thể nó uốn nè, ghê chưa, gấp khúc dích dắt. À, nó có cái tên gọi của nó, khoai linh kinh kinh lupi. À, cái chuyện này là cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu chúng ta biết cái này rồi thì chúng ta sẽ biết cách coi. Cứ vô cầm cái đầu dò lai nia mà là tới là lưu đuổi, sao thấy nó kỳ quá. À, thấy nó kỳ hơn bình thường là phải nghĩ tới cái này, thì lúc đó phải xài cái đầu dò nào, phải xài cái đầu dò complex nha. Kinh nghiệm rồi sẽ thấy chưa có gì hết. Rồi đó, mấy cái biến thể này đó, học chơi cho vui, nhưng thường xuyên xảy ra, thường xuyên xảy ra, ha, thường xuyên xảy ra chứ không phải là ít đâu. Rồi giờ cái là mặt đấu sống, là mặt đấu sống đây, là mặt đấu sống. Nhớ nó xuất phát, sau khi nó xuất phát từ động mạch, từ cái gì, động mạch dưới hòn, thì bao giờ là chui nè, chui qua cái lỗ ngang, chui qua cái lỗ ngang, chui qua cái lỗ ngang, chui qua, ha, để lên trên. Rồi nhớ động mạch đấu sống đây rất rõ ràng, người ta chia làm bốn đoạn. À, đoạn một chữ V là đặt chữ V đó, ha, chứ có gì hết đó, cái là trên cái đoạn đấu sống thôi, từ nguyên ủy tới máu ngang C6 nha, C7 nằm như này, nó không chui qua C7 mà nó chui qua C6 nha. Rồi đoạn thứ hai từ C6 lên tới C2, ha, đoạn thứ ba C2 lên C1 và đoạn thứ tư rồi ở phía trên. Còn nào cái mình cần ở đây chỉ là V3, V1 và V2, cái này có sát thường quy. À, V3, V4, không cần biết, không thấy được đâu. Khó lắm, V3. Từ nguyên ủy tới mấu ngang C6, rồi từ mấu ngang C6 lên thế nào. Các anh chị làm quen tay, các anh chị sẽ thấy rất đẹp, thấy được cái chỗ nguyên ủy nó luôn. Nhưng, kể từ khi các anh chị làm, tập làm mà thấy được cái độ cặp đốt sống cho cái gì bộc lộ hết, mà siêng lắm thì chắc cũng phải mấy tháng mới được rồi nha, cứ làm như em thôi. Rồi thì nghe rồi. Rồi nhớ nha, nhớ đây mình nghĩ qua đó nè, mình nghĩ qua đó đây, ha, mình nghĩ qua đó đây, thấy được mình nghĩ không, thấy được luôn nha, thấy được luôn, nếu làm cực kỳ khéo thấy được mình nghĩ luôn. Rồi 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 bây giờ về mô học chút. Rồi bây giờ cái mạch máu khi mà xẻ ra thì bao giờ cũng vậy, cái ống nước của mình cứ gọi nó là cái ống nước, như ta dạy nhớ là nó có cái thành có ba lớp nha, ba lớp áo, lớp áo ngoài, lớp áo giữa, lớp áo trong. À, đây trên hình cắt ngang trên siêu âm thấy cực kỳ rõ ba lớp, lớp ngoài thì cô thì sao, dày, lớp giữa thì sao, mỏng, và cuối cùng lớp áo trong là tương đối dày. Ha, thấy rõ ràng luôn, thấy rõ ràng nè. Từ khoan, ở đó trong này là dòng chảy ha, dày, mỏng, dày, ok. À, thấy rất rõ ràng. Và thì người ta mới phải đo, làm cái cảnh là phải đo một cái khái niệm là IMT. IMT là gì? Intermediate thickness, tức là chiều dày từ lớp áo trong cho tới lớp giữa, từ lớp áo trong cho tới hết lớp áo gì, không có tính phía ngoài, cái đó gọi là đo IMT. Cái này dưới kính hiển vi đây, đo IMT, các chị thấy cái hình đây, đây là LCCA ha, động mạch ở trong bên phải, lớp nội mạc của nó là lớp áo trong này, lớp áo trong, cái đó là cái echo kén đúng không, xong rồi thấy cái dày, đo IMT là đo từ áo trong cho tới hết áo giữa. À, đó là phải đo bình thường 0.8 cho tới 1 mm, 0.8 cho tới 1 mm, đó là bình thường ha. À, mà chúng ta thống nhất là 1 mm, trên 1 mm là bắt đầu xuất hiện có mảng sừng. Ha, rồi coi lại cái này, mảng sừng của nó bình thường nó xuất phát từ đâu, à, đó là nó xuất phát từ lớp áo trong ha. À, xong rồi nó lan 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 lan
ha, đó, cho nên là bắt buộc phải đo. IMT là vì lý do đó. Ha, rồi, ok. Nhớ, 1mm, dễ nhớ. Hỏi nhớ 0.8 thì một, trên 1mm là bắt đầu có đó. Ha, rồi, ok. Rồi, bây giờ kỹ thuật. Đã tôi xong với kỹ thuật. Tư thế bình nhân. Tư thế bình nhân thì sao? Nằm nửa thôi, không có vấn đề gì hết. Ha, nằm nửa, à, không cần phải gối cao đầu, không cần nằm bình thường. Muốn làm bên nào thì cho bệnh nhân nghiêng đầu về phía đối diện. Tôi muốn làm bên phải, nghiêng qua. Rồi, nếu cần cho thấp cái mặt lên. Thấp cái mặt lên. À, rồi, rồi. Đầu dò là sao? Tuy nhiên là nghiêng. Trừ những trường hợp đặc biệt thì phải coi bằng index để thấy cái đường đi của nó. Xong rồi cuối cùng cũng cần phải quan sát bằng bao nhiêu. Đó. Khảo sát sao? B1 là đốt lơ màu nè, đốt lơ sung nè, à, tuần tự khảo sát từ đốt từng mặt một, phải đo IMT nha. Đó, rồi xem hẹp hay không hẹp. Rồi đương nhiên là chỗ nào có hẹp thì sao? Đo trước hẹp, tại hẹp, sau hẹp, trong vai cũ đâu. À, sao rồi, ok. Bây à, giờ cũng vậy, cắt ngang rồi cắt dọc. À, cắt ngang trước rồi cắt dọc sau. Đây, đây là tư thế bệnh nhân. Đây, các anh chị xem tư thế bệnh nhân. Bệnh nhân nằm ngửa, làm bên nào thì cho đầu nghiêng về phía bên kia. Riêng thầy thuốc hai cụ đứng. Một là đứng đây, ha, dưới đầu bệnh nhân. Hai là làm trên đầu bệnh nhân. Hai, này là Mỹ nó khoái gọi làm tư thế này. Tôi Mỹ là làm tư thế này. Còn ở đây là đánh châu Âu thì nó hay khoái lại luôn. À, nhớ. Và ở đây cũng xin nói rõ với các anh chị là ở Mỹ làm siêu âm không phải là bác sĩ, không phải là bác sĩ, là technician kỹ thuật viên, nó được làm cực kỳ đảm bảo, nó làm tốt vô cùng. À, Mỹ, Úc, còn riêng châu Âu thì bác sĩ làm gì vậy? Mình là cái ông thầy đầu tiên qua là ông Đức, là Đức Lơ á, thì là mình theo châu Âu luôn. Cho nên là bác sĩ của mình lại làm hết ở siêu âm. Thế còn tôi nhớ hồi đó mình cũng chưa biết gì, cái tôi qua Úc đi vô cái bệnh viện nó chơi thôi, ở đây kia tôi xuống làm siêu âm, mình nói không phải kỹ thuật viên sơ đồ các phần hà đó, nó là cái loại vậy đó. Ừ, trời, nó có nói làm mỹ lắm, hiểu không, làm siêu đó, nó lại dành thôi chứ có gì hết đó. Cho nên là hồi đầu á là có những anh là đi Mỹ về xong rồi là mổ tinh đâu hết, tao bác sĩ siêu âm bên đó, hiểu không, lúc đó nhiều người chưa đi chưa biết. Ở bên đó là không làm siêu âm, không phải là bác sĩ. Rồi, đó, đó là tiền thế. Coi thì như vậy, nhưng khi làm, các anh chị phải nhớ nè. Những người nào mà giống như người ta nói người đẹp thì cổ dài, ba nấm, đúng không? Đúng không? Dễ là cổ càng dài càng dễ làm. Thế còn là ví dụ như ông này nè, đó, hoặc là mấy ông này nè, cái người mà cổ bự mà ngắn, khó làm lắm. À, nhưng mà các anh chị nhớ nè, đó như là tim hay là này kia thì cái lãnh đạo nó đầu óc nó dữ lắm, thấy phải thường thường cái cổ nó bắt bước nó ngắn thì nó mới dữ nào. Nhưng mà cái nghĩa là cực kỳ khó làm, tại nó ngắn quá để cái đầu dò vô không được nữa, ví dụ như vậy nó hơi khó, cho nên mình phải làm sao cho cổ dài ra. Thì bằng cách nào? Chính là bằng cách không có người tới vậy đó, đi qua hất cái cằm, hất nói là nên chi nó cần người để mục đích là làm sao cho nó giảm hết ra cho nó dễ làm. À, chứ còn mình được không cần, mấy người đẹp là không cần, chỉ cần nghiêng qua cổ dài ba nấm là thoải mái rồi. Dạ ha, rồi đây bây giờ làm ơn khi bắt đầu làm bên nào cũng vậy, lấy hai cái mốc, đầu tiên là mốc anatomy trước, mốc ở dưới là gì đây, xương đòn, xương đòn, xương đòn nè, mốc thứ hai cầm nha. Rồi đây nha, các anh chị nhìn cái hình nè, cái cổ tôi nè, tôi làm bên phải nghiêng qua, à, lấy cái mốc nè, đầu tiên là cái mốc xương đòn, mốc thứ hai là mốc cầm nha. Nhớ để đầu dò đặt ngang trước, để đầu dò đặt ngang, đầu tiên vô là để đặt ngang ngay xương đòn nha, tôi cứ để ngay xương đòn, để ngang ngay cái xương đòn ha, ngay cái xương đòn, để mang ngay cái xương đòn. Rồi sao nữa, đòn mà đầu trong đầu ngoài này hả,
đây đây là sư đoàn của ông cổ ở đây mà bây giờ ông để không biết để đây rồi đi lên đi lên đi lên bây giờ rồi rất là dễ rất là khó đó ý với mình dễ thôi chứ không có cái gì hết đó. Rồi tiếp khi các anh chị để ngay đó các anh chị sẽ thấy cái gì hà quan hay đó là đầu tiên các anh chị để cái đầu dò ngay song song với sư đoàn rồi các anh chị chúc xuống dưới sinh đoàn cho tôi chúc xuống dưới sinh đoàn không có phải làm cảnh là vô quay cảnh liền không có bên phải thì mình phải thấy cái gì thân động mạch cánh ngay đầu nhiều người quên cái chuyện này cứ làm cảnh là lo làm trên này không phải tập cho quen ngay từ đầu để cái đầu dò ngay sinh đoàn móc xuống dưới thì thấy cái gì móc xuống dưới thì sẽ thấy cái hình ảnh này đây thân động mạch cắn tay đầu và bùng lên nguyên một cái khối cái con trống bự chia làm hai nhánh rõ ràng động mạch cảnh trung và động mạch nhỏ phải thấy được cái bộ ba này nha đó bao giờ cũng vậy nhắc lại để đầu dò song song với xương đòn chúc xuống phía dưới xương đòn để bộc lộ được thân động mạch cắn tay đầu và hai nhánh lớn của nó thì ngay chỗ này là các anh chị đã thấy thường thường có cái mảng xương ngực khổng lồ như này là ngã ba chỗ nào có ngã ba chỗ đó có mảng xương ngực chỗ này có rất nhiều nhưng mà không có nữ gì hết ha đó, nhớ như vậy chỗ này ha rồi thân động mạch ở đầu cảnh trung bên phải cảnh trung bên trái không làm cái này á rồi mai mốt á nó có những cái gì dưới này cho mình tí luôn thì vừa rồi là tôi mới gặp được ca thì nên cũng hay lắm chứ phải không tức là nó là thế này ca đó không phải là do tụi tôi làm ca đó là họ làm ở bên họ khám đâu quên nhưng mà họ qua chợ đẩy họ chụp DSA rồi thì nó có một cái phình một mặt dưới đó ngay chỗ này nè ngay gần nguyên ủy nè ngay chỗ này nó có cái phình có cái Elvis như này thì họ biết sau này họ mua bảo hiểm y tế họ mới qua mình và mới qua mình họ họ giữ hồ sơ họ cẩn thận cái lúc mà làm lúc cảnh này thì họ đưa ra chà này hay à cái mình nhờ mình đã có biết cái này rồi coi xuống đúng thiệt nó có một rồi phải tiến hành đó là chứ nếu mình không quen á mình thấy mình cũng bỏ qua nó nguy hiểm là cho nên mình thấy cái là à cho nên là phải biết cái chỗ này đầu tiên là biết cái này trước rồi sau đó đầu dò để song song với xương đòn móc xuống dưới sau đó để ngang và từ tiến đi lên tới mốc xương đòn tới mốc cầu đây để đây móc xuống xong rồi bắt đầu để ngang từ đi lên cho tới khi nào hết đi lên được nó bị chặt là hết xương đòn thì thôi ha à, rồi những cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy đầu tiên là thân động mạch cắn tới đầu sau đó chúng ta cái này là đang cắt gì cắt ngang và chúng ta thấy động mạch cắn chung đây à tròn nó là một khối tròn chú ý ở đây thì chú ý bao giờ cũng vậy mỗi một động mạch nó có một cái tĩnh mạch đi song hành cái thành tĩnh mạch ở đây gọi là tĩnh mạch gì các anh chị nhớ không nhớ xem nào có gọi là tĩnh mạch thẳng không thường ta hay gọi là nó phải đây là jugular đúng không nó có cái tên riêng là jugular vein ha nhưng mà ở đây do dễ nhớ cứ nói là động mạch cảnh thì có tĩnh mạch cảnh cái hàng nó bự lắm nha nó bự hơn khi là ta dùng áp lực đè xuống xíu để cho nó xẹp để cho ta thấy động mạch cảnh chứ không phải làm lặng như này đâu nha tiếp tục đây tròn do bên này là các thằng vein em biết không tôi chỉ cần lấy tay tôi đè xuống xíu thằng động mạch không bao giờ bị ảnh hưởng mà thằng tĩnh mạch nó cứ ha để biết nhớ ha nó chỉ là đòi cứ kéo lên trên từ cứ thấy nó tròn do vậy đó đó đi lên đó để màu vô chỗ nào nghi ngờ cứ để màu vô coi thôi à đây để màu vô à đi đường màu bao giờ hai màu nó phải khác đúng không về nguyên tắc bao giờ hai màu nó bị khác nhau tại sao vậy à, đúng rồi thậm chí thực tế vậy thôi không cần biết mày là màu gì nhưng mà bỏ ra để lên là phải hai màu khác nhau nhưng mà nếu có trường hợp là có một màu không có trường hợp là hai cái này cùng màu không ba sao không có để năng lượng
để đứng lên năng lượng. Đúng rồi không? Cho nó cùng màu, nhớ vậy ha. Rồi, xe xẹp, rồi tiếp tục đi lên. Đi lên, đi lên thì chú ý nè. Đi lên dần dần tới khoảng đâu hơi qua giữa cổ xíu. Mình thấy cái đường kính, cái khẩu kính tròn nó đang vậy. Nó đang bình thường của mình, nó bự ra. Nó bự ra, chỗ đó chính là cái bên, cái hành. À, hồi nãy có bên hai tôi rồi. Tự nhiên thấy nó bự rồi. Tới chỗ này là nên dừng tay lại. Chỗ đó ngã ba. À, đó đúng rồi, tới đó chưa ngã ba. Nhưng chỗ đó là báo động. Nhích lên chút xíu đó là chia đôi, là ngã ba. À, rồi, ok. Qua cái hành cái là thấy chia đôi. Qua cái hành cái là thấy hai cục. Ha, qua cái là thấy hai cái. Bao giờ cũng để ý so với vị trí của cơ thể bệnh nhân. Cái bên ngoài nó to, cái bên trong nó nhỏ. Hồi nãy có cái hình rồi. Ngoài là trong, mà trong là ngoài. Ngoài thì to, trong thì nhỏ. Nhớ được tôi vậy. Ngoài chính là cái trong, trong chính là cái ngoài. Bao giờ cũng vậy. Mà ngoài thì sao? To, trong thì nhỏ. Hay động mạch cảnh trong thì to, mà động mạch cảnh ngoài thì nhỏ. Nhớ chưa? Rồi, ok. Rồi, đó. Đây, tôi ra lên cái tôi thấy cái hàm. Tôi đi lên chút xíu nữa thấy chia hai liền. Chia hai liền. Ha. Chia hai liền. Để màu lên. Ha. Để màu lên được. Tôi nhận thấy. Ha. Rồi. Đó. Rồi. Bây giờ nhắc lại cái cắt ngang. Ha. Cắt ngang. Giờ thi pháp luôn. Ha. Rồi. Đây. Cho bệnh nhân nằm ngửa. Làm bên phải thì cho bệnh nhân nghiêng đầu qua bên trái ha. Nếu cổ bệnh nhân ngắn quá mà khó làm thì cố gắng làm sao hất cái mặt bệnh nhân lên. Hất cái mặt bệnh nhân lên ha. Rồi. Trước khi làm anh nên lấy tay vuốt cái cổ bệnh nhân chút, xem có cái gì nó còn cộp cái gì không ha. Rồi xong. Tốt hơn hết là nếu có đeo dây chuyền thì tháo ra ha. Nói bệnh nhân tháo ra, bỏ túi bệnh nhân, gia đình tháo ra bỏ túi mình ha. Rồi lấy đầu dò, dùng hai cái móc. Móc ở dưới là xương đòn, móc ở trên là cằm. Rồi, để đầu dò đặt ngang theo đúng chiều phải trái của siêu âm. Móc xuống dưới xương đòn trước để thấy cái gì? Để thấy thân động mạch cánh tay đầu và hai nhánh của nó là cẳng trung và dưới đòn. Sau đó đi lên, từ từ để ngang, từ từ đi lên, cắt ngang, đi lên thì mình thấy động mạch cảnh và tĩnh mạch jugular vein nó đi kèm nhau. Đè tay xuống, tĩnh mạch sẽ xẹp, chỉ còn có động mạch thôi. Đi lên, đang thấy khẩu kính nó đang bình thường, tự nhiên lên tới chỗ này khẩu kính nó bự ra, chỗ đó chính là cái hành cảnh. Chỉ cần nhích lên một xíu nữa là thấy chia đôi hai cục ha, hai cục. Ngoài là động mạch cảnh trong, trong là động mạch cảnh ngoài. Ngoài thì to, trong thì nhỏ. Hay nói cách khác, động mạch cảnh trong luôn luôn lớn hơn động mạch cảnh ngoài. Rồi, ok chưa? Yeah. Rồi xong, đó là cắt ngang. Sau khi cắt ngang xong thì phải làm gì? Cắt dọc. Đây là cắt dọc. Sau khi cắt ngang, xoay đầu dò dãi giữa cổ để thấy rõ cái hình này. Cắt dọc, thấy cái động mạch cảnh trung nó được cắt dọc. Và khi nó cắt dọc như vậy thì luôn luôn thấy được lớp bề mặt của nó. Chỉnh máy làm sao không cần biết mà thấy được lớp bề mặt. À, máy mà còn và cái máy xài lâu quá yếu quá mà không thấy lớp bề mặt nữa thì đừng bao giờ làm máy đó. Vậy thôi. À, rồi, ok. Đây, lớp bề mặt. Đây, lớp bề mặt. Rất đẹp. Dễ thấy giống như không khó đâu. Rất đẹp. À, đó là cắt dọc. Cắt dọc thì cũng vậy luôn. Sau khi ta thấy cắt dọc thì ta là đi từ dưới lên trên. Thấy không? Rồi, ok. Đang đi từ dưới nè. Nó nhỏ. Nó đường kính nó đều. Quý ta nhìn thấy chỗ này nó thịt ra nè. Thì cái này chính là hành. À, và trên chỗ này thì chắc chắn là chỗ chia đôi. Cắt dọc, cắt ngang, nhìn lại. Rồi, chỗ chia đôi. Đó. Thấy khi nào mà các anh chị vừa thấy cái hành cái. À, các anh chị lắc cái tay như thế nào và các anh chị thấy được cái hình như thế nào thì thành công. Và xin thưa không phải lúc nào cũng thấy được hình nha, không phải lúc nào cũng thấy được hình. Đã ba biên giới là ha, 1 trên 2 nha. Nhớ vậy, đó là cắt dọc.
Thế thì bây giờ mình trở lại tại sao ta phải học Anato ở trường Anh này. Giờ hai nhóm này, giờ hai nhóm vậy nói cái nào trong cái nào này? Vì sao nói trên trong cái này? Đó, lúc đó phải có cùng nhắn. À, cái này là tại vì tôi đang chạy trước để cho anh dễ hiểu. Trước khi làm, bây giờ tôi hỏi anh chị như thế nào? Đây, cái này là cái ngoài cho các anh chị nói cái ngoài, các anh chị chứng minh cho tôi. Phải chứng minh được, nhớ vậy. À, đó, để màu vô, để màu vô. Lúc làm cái này thì nên tập làm, thì nên để màu năng lượng, cho anh dễ thấy. À, chứ để màu vô. Thực ra, cái yếu tố đầu tiên hay là cái động lực cạnh tranh luôn nó lớn rồi. À, cái cổ kính luôn. Rồi, ok. Rồi, như vậy là ta đã cắt ngang và cắt dọc động mạch cảnh chung để thấy được động mạch cảnh chung và động mạch cảnh trong và bên ngoài. Ok chưa? À, quy tắc như nhau, đi từ dưới lên trên, xác định hành động mạch ở đâu, qua chỗ hành là chỗ siêu đô. Rồi. Như vậy là xong cái hành cảnh. Đấy, chúng ta cứ nói là làm Doppler, làm siêu âm động cảnh là sao? Chúng ta phải nói là làm Doppler động mạch não ngoài sọ, bởi vì còn phải làm động mạch tiếp xúc. Quan trọng phía sau nữa. Sau khi đã thấy được hết cái hệ động mạch cảnh, chúng ta cắt dọc, để dọc theo giò, dọc theo cổ, định tiến từ từ ra sau, định tiến từ từ ra sau. Đây, đây, đi ra sau nhẹ nhàng thôi, ra sau, à, ra sau cho tới khi nào thấy được cái hình này, thấy được cái hình này, vì sao ra hình này, giải thích rồi, động mạch đốt sống chui qua những cái lỗ nghe của cái cuộc sống, cho nên có những chỗ thấy xương da là không thấy này, thấy, cho nên nó hình ảnh nó bị gián đoạn, và đây khi nào thấy được hình này chắc chắn nó là cuộc sống, không có cái gì ở sau này nữa ngoài này. À, và nhớ bao giờ nó cũng có hai cái tĩnh mạch ở trên, đây là da nha, tĩnh mạch ở nông và động mạch ở sâu, tĩnh mạch ở trên và động mạch ở... nhớ gì vậy? À, đó, đó, thấy không? Tĩnh mạch ở trên, động mạch ở dưới, và tất cả những cái xe này chính là cái gì? Là cái lỗ ngang của cuộc sống. À, đó. Sau khi thấy được hình ảnh này rồi, tập luôn, kéo léo đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, làm sao mà thấy được cái nguyên lý của nó, và thấy cái chỗ mất đầu tiên chính là C6, xong rồi lên C5, xong rồi lên C4, xong rồi lên C3, tới C3 là đạt được, không thể thấy được C2 đâu, khó lắm. Ha, à, rồi cái là quen tay thôi. Rồi, ok. Đó, đôi khi non thẳng về mình nói gì này lại cầm 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 hay không thì thẳng gì cả đó, miễn là khi có thì mất, khi có thì mất. Rồi, rồi bây giờ nhắc lại một lần nữa cái kỹ thuật làm trước khi đi vô sâu thế này. Rồi tôi nói này, các anh chị cứ tưởng tượng các anh chị đè cổ ra là các anh chị làm, mà anh chị bằng tay khó chịu lắm, mình em có chịu khó cổ. Cho nên khi làm cái này là cái skill là quan trọng nhất, tập làm canh cái đầu giò, làm sao chỉ để cho mặt đầu giò tiếp xúc vào với da bệnh nhân, càng ít lực đè càng nhiều chừng đó. Thì các anh chị sẽ làm như thế này, một trong những nguyên tắc của tôi hay làm gì, đừng có cầm như vậy đè đè bệnh nhân hơn, dùng cái ngón tay út của mình làm điểm tựa, dùng ngón tay út của mình làm điểm tựa, để trên da bệnh nhân sẽ có cái út vô này và cho cái đầu giò nhẹ nhàng xuống, mình vẫn chịu lực làm cái này để nhẹ nhàng xuống điều trị thì bệnh nhân sẽ rất là dễ chịu đè nha. Khi nào quen là gì, cái lực qua tay của anh chị mà anh chị điều khiển rồi, anh chị muốn để ra đèn đó là đầu tiên đấy, chưa có gì này, chưa có nó út xuống ha, để tiếp xúc nhẹ nhàng, tiếp xúc nhẹ nhàng, để tiếp xúc nhẹ nhàng rồi ha. Ừ, đó, thì cứ tập ha. Rồi, đầu tiên làm bệnh nhân bên phải, cho cổ ngửa qua bên trái, nếu cần hất mặt lên, lấy hai
cái điểm chuẩn là xương đòn và cằm, đặt đầu giò nằm ngang song song với xương đòn, móc đầu giò xuống dưới xương đòn để thấy được cái gì? Thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cánh chung và động mạch dưới đòn. Sau đó để ngang đầu giò lại, từ 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 dưới đi lên để cắt ngang động mạch cánh chung, cắt ngang khi nào thấy cái đường kính nó bự ra, đó chính là hành. Qua cái hành một cái là phải thấy chia đôi. Rồi, sau khi thấy cắt ngang thì chuyển qua cắt dọc. Cắt dọc cũng vậy, đi từ dưới lên trên, đường kính nó đang bình thường, thấy cái chỗ nó phình ra đó là hành, trên chỗ đó phải là chỗ chia đôi. À, sau khi thấy được hết cái đó rồi thì để đầu giò bộc lộ cách dọc, bộc lộ rõ ràng cái động mạch cảnh chung, từ từ tinh tiến ra sau, tinh tiến nhẹ nhàng ra sau. Khi nào thấy hình ảnh của một cái mạch máu, chỗ có chỗ không, chỗ có chỗ không, chỗ có, thì đó chính là động mạch đốt sống. Và xin thưa, động mạch đốt sống thì có cách dọc chứ không có cách ngang nữa. Rồi em cách ngang à, rồi ok. Rồi tiếp tục, bây giờ đây là cách để phân biệt giữa ICA và ECA, tức là phân biệt giữa động mạch cánh trong và động mạch cánh ngoài. Động mạch cánh trong thì sao? Đường đi của nó hướng ra sau ngoài, đường kính to hơn, cái này học rồi, không có nhánh. E là y thấp, vì sao nó e là y thấp? Vì sao nó e là y thấp? Bởi vì nó chui não, nó nuôi não, nó thuộc hệ động mạch quý hiếm, e là y thấp. Cái bài này học rồi, thấy không? Và cái cuối cùng là dùng liệu pháp chamber tap, cái việc mình gọi là bổ, liệu pháp bổ bổ thái dương, hay là liệu pháp đè ép thái dương cũng được. Thì khi nói tới cái này thì chúng ta nhớ là anato, để chúng ta nhớ cái nhánh gì, nhánh cuối cùng động mạch thái dương đông, ok chưa? Rồi đó, thì động mạch cảnh trong mà như thế này thì động mạch cảnh ngoài nó sẽ hoàn toàn là cái này sau ngoài thì cái này trước trong, cái này lớn thì cái này nhỏ hơn, cái này không có nhánh thì cái này có nhánh. Nhánh đầu tiên là gì? Đúng rồi, động mạch giáp trên. Và nhánh cuối cùng là gì? Thái dương đông. Rồi nó không có vô não, nó ở phía ngoài cho nên ari nó cáo rồi, và làm những pháp đè ép thái dương nó dương đến. À, chút xíu nữa chúng ta sẽ học những pháp này, đây là cái quan trọng nhất, có thể quên hết mấy cái này đi nhưng mà chắc ăn nhất. Thì khi mà ông thầy cũng hỏi là tại sao cái này là anh nói là cái này là một cánh ngoài, làm cho ông coi cái biện pháp này là ông tắt lại, không có ý kiến gì nữa ha. À, nhớ vậy rồi, ok rồi, để màu lên. Bây giờ chúng ta không cần biết bên phải bên trái gì, nhưng mà à đây, để màu lên thầy dò rồi, cái này chung là chắc chắn rồi, chia đôi nè. À, thầy có phân nhánh rồi đúng không? Để màu lên, nên để màu nhá, rồi này cũng vậy nè, để chung chia à, này có nhánh. À, đó là cách thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta biết được là chúng ta phải đặt xung đào ha. Đấy, rồi thì bây giờ nhớ đây là những cái mấu chốt về lý thuyết. Cảnh chung á là 85% máu nuôi cho não, còn máu sống là khoảng 15-20 ha. Rồi alo anh nha, Vũ ơi. Bữa nay phải ký cái trường này, phải vậy tụi nó thắng thắng ông la tụi nó, bữa nay là đánh miết cái chân, miết cái chạy, ký cái gì đó, cái hồ sơ chỉnh giảng ấy. Mà làm nhớ làm lâu rồi mà bây giờ mà hỏi lại tụi Dung đó. Rồi động mạch cánh trong, động mạch đốt sống ha. Rồi động mạch cánh ngoài thì ngược lại, e là đi cao, cổ tâm trương thấp ha. Trang của đôi tác tức là niêm pháp ép động mạch thái dương dương tính. Rồi hai cái này là cái đặc điểm của cái trong và cái ngoài, còn động mạch cánh trung thì nó mang những cái trung gian, nó không có cái gì riêng biệt ha. Rõ ràng xem lại cái này ha, cái này là lý thuyết xem lại. À, đây bây giờ các anh chị nhìn đây, nhìn cái hình này các anh chị phải nhớ. Ở đây người ta trình bày bốn
cái phổ Doppler của bốn động mạch: cảnh trung, cảnh ngoài, cảnh trong và đốt sống. Rồi theo dõi ha. Rồi, các chị nhìn cái hình, đây là cảnh trung chia hai nhóm. À, các anh chị có thấy cảnh ngoài nằm đâu? Ở trên ở dưới. Cảnh ngoài đúng không? Cảnh ngoài. Ngoài nhỏ. Cảnh ngoài nè, có cái nhánh nè. Cảnh ngoài là đây. Cảnh trong là đây. Nha. Bởi vì tôi nói lý thuyết đó là vậy. Còn trên thực tế chúng ta làm, chúng ta phải tin vào cái nào có chứng minh cụ thể, nói đường kính không mù mờ lắm, có nhánh là chắc chắn, làm như pháp thái dương là chắc chắn, thấy rõ ràng không? Đây là cảnh trong, cảnh cảnh trung đây, chia hai nhánh. Giờ tôi không cần biết cái gì hết, nhưng mà rõ ràng là đây nó có cái nhánh này, ngay cái chỗ này nó có cái nhánh này, thì đó nó là cảnh ngoài và đây là cảnh trong. Và người ta đang đặt thước ở cảnh trong nè, đặt cái cảnh trong. Rồi bây giờ cảnh trong thì sao? Cảnh trong thì sao? PSV tù hơn PSV Gosia. Đây là động mạch cảnh trong, đây là động mạch cảnh ngoài. Rõ ràng đỉnh tâm thu của động mạch cảnh trong thì nó tù, đỉnh tâm thu này của động mạch cảnh ngoài thì nó nhỏ. Đấy, cái này là phải nhớ luôn, là nó sẽ là cái này tù, cái này nhỏ. Đặc điểm đó là phải chú ý. Okay. Trong khi đó động mạch đốt sống thì chắc chắn nó nhỏ hơn mẹ, nó phía sau mà, cho nên là nó thấp nhất. Ha, nó phải thấp hơn, nó phải thấp hơn hàng này đấy. Ha, nó nuôi máu có 15% mà, mấy này có 85% mà. Thấy chưa? Đó là, cho nên là PSV nó phải cao hơn, còn hàng này nó phải thấp hơn. Đó là câu hỏi qua cô nào hỏi tôi nè. Có cô nào hỏi tôi là hai động mạch lớn và mạch nhỏ đấy. Đây là minh chứng nè. Động mạch lớn, nó đi, nó lấy máu nhiều, thì tốc độ nó cũng sẽ rất là lớn. Trong khi cái động mạch nhỏ hơn thì cái tốc độ sẽ không đạt được. Ha. Ha. Còn cái chuyện mà tốc độ ở khi người ta so sánh trên một mạch máu thì mới là phương trình liên tục. Tốc độ đang ở chỗ bình thường tới chỗ hẹp sẽ tăng dần lên. Đó là trên cùng một động mạch. Ha. Rồi, xong rồi đó. Đây, động mạch cảnh ngoài PSV thì cao và nhỏ. Ở đây chưa? Thằng này tù, này cao và nhỏ. Đặc biệt thằng cảnh ngoài nó có một cái nó gọi là early diastolic motion, tức là huyết đầu tâm trương. Huyết đầu tâm trương nằm đâu? Đây, đây, đây là thằng này nhá. Pin bóp nè, lên cái PSV là xuống, lên xuống, lên xuống, đều đều, không có rõ ràng, không có thấy cái huyết. Thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy, nhưng thằng này là lên một cái thế thì nó có cái huyết như này, thấy chưa? À, cái này là luôn luôn thấy nha, luôn luôn thấy, thấy tốt để đúng tiêu chuẩn là luôn luôn thấy, luôn luôn thấy, luôn luôn thấy, luôn luôn thấy. Cái đó gọi là huyết đầu tâm trương, thấy rõ rồi ha, thấy cái huyết. Rồi, ok. Rồi, trong khi đó thằng CCA thì không có gì đặc biệt ha, CCA thì không có gì đặc biệt, chỉ cần nhớ thằng không có cánh trong, không có cánh ngoài, không có sâu, ok chưa? Rồi, bây giờ niệm pháp thái dương là sao? Niệm pháp thái dương là sao? Niệm pháp thái dương là thế này. Cái động mạch cảnh ngoài á, ta biết được cái nhánh tăng cùng của nó là động mạch thái dương đâu nằm ở đây. Ha, à, thì thằng này giống như đầu nguồn, thằng này là cuối nguồn. Ta biết được thì khi ta để, ta khảo sát đầu nguồn, ta dùng một cái lực gì đó ta tác động tới cuối nguồn, nó sẽ ngược lại. Cho nên khi ta đặt đầu dò, khi ta để cửa sổ ở động mạch cảnh ngoài, bất cứ vị trí nào của động mạch cảnh ngoài ta giữ cho đó, ta thấy sóng nó hiện lên nè, sóng lên bình thường, nhọn nè, cao nè, có khuyết nè, xong tâm trương nè, lên nhọn nè, khuyết tâm trương nè, xong rồi khuyết tâm trương, đầu tâm trương là xuống tâm trương nè, tâm thu nè, xuống xuống, khuyết tâm trương tâm thu. Ngay lúc đó ta dùng cái bay này quải đây nè, bỏ cái dây thì nó dội ngược lên đây và chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái sóng này. Thì nó bị ép, nó chảy ép này. Các chị sao thấy nó gì? Các chị sao thấy nó gì vậy? À, như vậy gọi là niệm pháp dương tính. Và khi có cái này thì chắc chắn thằng này là được mặt cảnh ngoài, và mặt cảnh trong không có làm được cái này. À, rồi nhớ nha, nói thì dễ, lý thuyết thì hình đẹp vậy đó. Rồi hứa với các anh chị làm được cái này, các anh chị tập đi. À, rồi bây giờ làm á. Thứ nhất là khi mà các anh chị vừa làm, tay nè, tay thì mình
mình để làm rồi mình phải chồm lên mình ngỏ hả, rồi tay là phải giữ chắc cái đó các anh chị, nhúc nhích cái bệnh nhân nó nhúc nhích cái là cái cửa sổ đi vô khác rồi ha. À rồi tới khi ấy được rồi nó đầu gõ sức tiền hết đó, không thấy gì hết, nó đầu gõ mạnh hơn, gõ mạnh hơn bệnh nhân ra đâu có gì theo à, biết cách làm cuối cùng là cái gì, nói với nhà bệnh nhân hay là y tá của mình nó đứng đó ha, à, mình chỉ cho nó cách lấy cái tay này đè mạnh nó xuống, đè mạnh nó xuống một cái buông ra. À, còn người bỏ là phải lo hơi mạnh xíu ha, cho thấy nào xuất hiện rồi ha. À, rồi đây đây cái hình này đó là gì rồi à, đó vô kia đó, đây bình thường, đây bình thường, đây bình thường rồi nó chỉ vậy rồi ha. À, đó là mình biết mình phải cái bình thường rồi. Rồi bây giờ tới mảng sơ vữa, nhớ mảng sơ vữa là đâu cũng có ha. À, những cái lý thuyết mới nó nói rằng là mảng sơ vữa đã bắt đầu hình thành từ khi đứa bé sinh ra. Rồi thôi đó. Rồi biểu hiện đầu tiên là gì? AMT phải lớn hơn 1 mm, động mạch cảnh trung là cảnh trong là phải đo AMT. Đó, cái nào lớn hơn 1 mm là có quyền kết luận theo dõi. Thường gặp nhiều nhất ở đâu? Thường gặp nhiều nhất ở hành cái chỗ mà phình á, ha, và chỗ chia đôi. Ha, các anh chị cứ nhớ chỗ nào mà chia đôi là chỗ đó lộn xộn. À, giao thông cũng vậy thôi, hễ mà cứ tới chỗ chia đôi là ngã ba ngã tư nó lộn xộn thì cái mạch máu cũng vậy, cái ống, cái ống nước cũng vậy, chạy tới đó nó phải ngã ra là bắt đầu cái trường hợp nó có thay đổi là nó dễ gây những cái mạng túng bám vào nó ha. Rồi ok rồi thì bây giờ mạng sơ vữa là hồi âm nó làm sao, tức là đủ mọi loại hình thức, không có cái nào vậy, chống có, kém có, lưu quá, dày nó vôi hóa, có hỗn hợp, có đồng với mình ha. Rồi có thể có xuất huyết, có thể có ổ loét, nhớ vậy. À, mảng sơ vữa là nhiều tính chất, không có một cái tính chất nào đặc biệt của nó. Rồi, ok. Nhưng thường thường là gì? Sống kém, kém và dày, kém và dày. Ha, nhiều, rất nhiều. À. Đây, bình thường. Các anh chị thấy đây, một cái động mạch cảnh, không biết nhánh nào không biết, nhưng mà thấy AMT đều đó. Còn thằng này sao? Các anh chị thấy rõ ràng như vậy lên. Và ở trong là có hồi âm, mảng sơ vữa. Bình thường nó thấy này, thấy được lớp nội mạc trơn láng rất đẹp, đi mỏng manh dưới nó lại cuộc sống liền, đo là phải dưới một, thấy là nó dày đó, có hồi âm chẳng rồi mãn sức là mãn sức rồi mãn sức rồi mãn sức rồi. Bữa nay máy không được tốt nhưng rõ ràng chúng ta vẫn thấy cái lớp này bạc ở đây mình được, ở đây cái dày đó thấy không, anh hồi âm mãn sức rồi thấy rõ ràng chưa, cái lớp này bạc có bị dày lên các bạn ha, mãn sức rồi. Rồi này thì quá rõ rồi, cắt ngang cắt dọc cắt ngang này nguyên cái mạng mãn sức rồi thấy không, dày lên cắt dọc cái lòng đó dày lên đó, cái này là cắt cắt dọc, cái này là cắt ngang, cái này là cắt dọc ha. Rồi ok rồi, rồi. Khi nào mình nghi ngờ để màu lên, các gì thấy cái mặt đấu của người ta đang vậy để màu nó ra nó phải thẳng như vậy, uốn cho một đoạn thế thế nào chỗ này đó sẽ rửa thấy không, không có màu cái này ở dưới này, cái này nó sẽ rửa dày nó hết rồi, nó sẽ rửa ha. Bây giờ cái dòng chảy nó bị hẹp lại đây, nó né chỗ này đâu có màu, chỗ này đâu có máu, chỗ này đâu có chỉnh đâu nha, ha, mạng sơ vữa, rồi, à, mạng sơ vữa vôi hóa, cục, cái vôi kém, cái bắp hơi dày, cái vôi dày, ở đây nguyên cục luôn, sỏi, giống như là sỏi luôn, có bóng lưng sao này, nó vôi hóa lâu lắm, nó vôi hóa, rồi, à, đây, chị thấy không, để màu ra, nó né qua đi, ha, để màu ra, để màu, nên để màu năng lượng, nó chưa quen nên để màu năng lượng nó né qua liền ha. À, là đó là những hình thức của mảng sơ vữa. Rồi cái này là mảng sơ vữa biểu diễn bằng đảo tôi chưa biết ok ok rồi lên một cái gì đó, 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 cái gì đó
cái số nào của nó phải nằm trong này, nó mất cái gì, hai cái điện thoại là nó chết luôn. Xấu là như vậy, ha, cái này chỉ là những thiết thôi, không có gì ghê gớm. Các chị lấy bài về coi. Rồi, bây giờ chẩn đoán hẹp hay không hẹp? Đó, bây giờ thể mạch máu, thể có mảng sơ vữa, ha, thì phải đặt ra vấn đề là có hẹp hay không hẹp. Thì các anh chị nên nhớ là các anh chị qua cái hình này, các anh chị biết là mấy ngày xưa người ta đã khảo sát rồi, không có phải chờ cái lúc nữa, làm chẩn đoán ha, cái đó là làm. Mảng sơ vữa là chỉ cần chẩn đoán thôi mà, là người ta đã đưa ra công thức để định lượng đánh giá được coi hẹp bao nhiêu rồi ha. Thì có hai trường phái ha. Đó, siêu âm B1 giúp xác định vị trí mảng sơ vữa này. Rồi dựa vào tỷ lệ đường kính đánh giá độ hẹp. Chỉ có một cái chuyện này thôi. Thì cũng có hai trường phái khác nhau, Mỹ khác rồi châu Âu khác. Thì thằng Mỹ nó tính sao? Nó tính là đây, ví dụ như đây là chỗ hẹp. Đây là cái động mạch cảnh gì đây, thấy có vẻ không? Đây là cảnh chung, đó là hơi phình ra. Cái thằng này cảnh bư này ha, cái này là cảnh ngoài ha, rồi cảnh trong. Rồi mã sư vẫn nằm đây, mã sư vẫn nằm đây đó, thì nó ước lượng chỗ hẹp nhất này. Thì công thức của nó là lấy 1 trừ đi a chia cho c. A là gì? A là đường kính tại chỗ hẹp. C là gì? C là đường kính bình thường sau chỗ hẹp. 1 trừ đi a c nhân với 100% thì ra tỷ lệ hẹp 75%, hẹp 80, hẹp 50, hẹp 40, hẹp 30. Đó là theo Mỹ. Châu Âu cũng chịu, châu Âu biến đổi đi chút xíu
A chia cho B, B là đâu? B là đường kính thực ngay chỗ này. Thấy không? Đó. Dựa vào hai cái này, bây giờ chúng ta là những người công tâm, tất cả người ta đã làm rồi, chúng ta không biết gì hết, nhưng mà thì theo các anh chị, theo suy nghĩ các anh chị, cái nào có vẻ chính xác hơn? Theo các anh chị, theo mình thử suy nghĩ thôi, mình lý giải. Tại sao? Ý của anh là chỗ này ví dụ như có mảng sơ vữa rồi có thể là cái thành mảnh bị phình ra đúng không? À, nhưng mà nếu anh nói vậy thì người ta sẽ nói khác. Cái chỗ này mảng sơ vữa nó báo vậy làm sao anh xác định được rõ cái thành sao? Thấy ta đi thì đó thành sạch hơn sao? Đi lên chỗ Âu đó. À đó, thấy không? Nói cái chuyện đấy hơi là cũng mình nói đây còn cãi lộn hơn, huống gì với ông kia là trời đại giáo sư luôn, thấy không? Cãi lộn thôi. Nhưng mà nó làm cái này, ý ở đây là nó chỉ có con cái nè, thằng Mỹ nó không chịu là vì chẳng qua nó bảo là cái chỗ này nè, nhiều khi mảng sư vừa nó dày quá anh không xác định được cái thành của nó, chỉ có ra khỏi cây làm thấy cái thành ở đây. Đó, đúng không? Đó, cho nên nói là nói cho vui, chứ còn chính xác hay không chính xác thì nó không quan trọng. Tại hai cái này sức sức nó không có nhiều. Nhưng mà đã tầm cỡ giáo sư thì không có cãi. Đó, đó là vậy. Như vậy thì ngay từ khi siêu âm B1 chưa có đốc lơ, người ta đã tính hẹp được rồi mà. Người ta đã tính hẹp được rồi, đúng phải không? À, rồi, ok. Đó là cách tính hẹp. Nhưng cái này giờ còn xài nữa. Vừa hết rồi. Để tham khảo chơi cho vui. Nhờ có đốc lơ sung. Nhờ có đốc lơ sung. Khảo sát huyết độc học. Đo được BSDD. Đánh giá độ hẹp của học học chính xác rồi ha. Rồi thế thì cuối cùng để kết luận là gì? PC chính là tiêu chuẩn chính để đánh giá độ hẹp. Nhớ nha. Nhớ. Không cần phải E rồi I rồi ít gì nữa đây hết. Ở đây PC là tiêu chuẩn chính nha. Rồi hẹp dưới 50% không ảnh hưởng đến mình. Khi hẹp thì sẽ có cái gì? Khi hẹp thì sẽ xuất hiện aliasing, nó đúng là màu nó được sụp cái này học rồi ha. À, mà hết cái khi hẹp thì đại hẹp, à, trước hẹp đại hẹp sau hẹp rồi ok nhớ PSP là và từ đó đưa ra cái bảng đây, đây là một bao bảng này, còn nếu mới làm chưa biết thì in này ta dán nhỏ nhỏ ngay chỗ mấy lần thì sao bình thường tất cả cảnh chung cảnh trong cảnh ngoài vận tốc của nó không bao giờ vượt quá 150. Chỉ cần nhớ cột này, khi nào quen là nhớ mấy cái tem này, cái này phụ thôi, dễ nhớ đúng thì có nhớ. Nhớ con số 150. À, rồi, dưới 50% cũng khó mà qua được 150. Bây giờ, cái này nó quan trọng như thế, nó được học. Bây giờ, nhưng bắt đầu các anh chị thấy mà 130 trở lên thì các anh chị phải lo cho kỹ, bởi vì hẹp từ 50-70%, nó có thể lên tới 230 cm dài. Rồi bắt đầu vượt quá con số này là trên 70% rồi, và cuối cùng là cái gì? Tắt hết thì lấy cái gì nữa mà đó, đúng không? Rồi đó nhé. Bình thường. Đúng rồi, bởi vì sao? Hẹp dưới 50% ảnh hưởng đến cái này. Người ta đã minh chứng rồi này, nhớ nó. Cho nên nhớ số 125, 125, 130, nhớ mấy con số đó. À, 125, 130, 150, à, nhớ mình sẽ làm đi. À, rồi, ok. Đúng rồi, ngay từ tôi hẹp đó, chính xác đó là cái này. Rồi, nhớ bao giờ hẹp là xuất hiện cái này. Aliasing ha, cái đầu nó xuống dưới ha. Rồi thấy aliasing thì khắc phục như thế nào? Khắc phục sao để mất cái aliasing này? Nhớ cái này các bạn, đường nền, đường nền, đường nền, đúng rồi, ông này nói đúng rồi, cái lỗ đường nền ha. Rồi một cái động mạch RCCA bao nhiêu bình thường có nguyên cục ở đây để màu lên
mé chỗ này lên cục rất rõ ràng, chỗ này chắc chắn là mảng sữa, và trên này thì nó phải hẹp. À, như vậy thì trước hẹp đây, tại hẹp đây và sau hẹp thế này. À, đây, vào đây, nhiều 75, có như 76 cm. À, rồi 76, ha, đó là trước hẹp. Có gì nữa? Rồi, tại hẹp, bò ngay tại chỗ hẹp, bọt lên 181. À, 181, à, nó vào cái liền, nó vào cái liền, nó vào cái liền. Các anh chị mà thấy hình này thì các anh chị đã biết là tôi đã chỉnh này đấy, chỉnh đường lên đấy, chứ sao mà đường lên chạy rút không biết anh ấy là gì, chỉnh cho nó chạy lên đó. Ok rồi, sau hẹp, sau hẹp, sau hẹp gần cũng giảm xuống và có 150 mấy. À rồi, như vậy thì kết luận là cái gì đây? A là C A hẹp và C là chặt. Cách thứ tư là như vậy, trước hẹp, tại hẹp, sau hẹp, nhưng cơ bản nếu không nhớ đầu là đặt quen nhớ nào. Rồi cũng đơn giản, cũng như vậy ha, vấn đề là kỹ thuật là để cho đúng. Rồi xong, hẹp chân là đến 100, à thấy rồi, tốc độ lên nhiều quá trời, 500 nhảy thứ dữ lắm á. Rồi cái cách của người ta lo ha, để test về nó này là nhiêu quý vị? 2.5 nha, 2.5 nha, từ 2.5 mét trên dây nha. Đấy, dọn lên dây. À, cái này trời ơi, quá dữ. À, dữ lắm. Cái cột này lên tới đây là 5 mét rồi nè. À, 5 mét. Dọn dây. Rồi. Trong những trường hợp gần như tắt hoàn toàn, ở đây ta còn màu. Cái ở đây, nếu nó còn màu thì nó đi như cái đường này. Cái này, cái lòng hẹp lắm, cái lòng nó hẹp lắm, nhưng mà nhiều khi á các anh chị để màu này lên nó sẽ không hẹp ra, thì các anh chị cứ nghĩ là tắt hàng vào, thì làm ơn để dùng cái màu năng lượng lên ha, có màu năng lượng lên nó sẽ có được cái chưa hết hoàn toàn, rất nặng nhưng mà chưa hoàn toàn hẹp hết ha, nên để màu năng lượng hoặc là giảm tốc độ màu hoặc là giảm cái đẹp để thấy được là nó vẫn còn cái dòng chảy. Ha, cách đơn giản nhất là nó bây giờ mới thấy là màu năng lượng và màu năng lượng như thế nào, chứ không phải vô lý mà ta đã làm màu chưa rồi, ta còn làm màu năng lượng chi nữa, cực kỳ quan trọng. Rồi, ok. À, thế giờ, đó, cái này rồi, khó thấy, để màu năng lượng vô cái, chỗ này nó còn màu, chỗ này thì hết luôn rồi, nhưng mà chỗ này vẫn còn, thấy không? À, màu năng lượng, ha, à, màu năng lượng. Rồi. Rồi cái này là nói xong, bây giờ nói cái của động vật cảnh chung. Bây giờ những cái lý luận về cái PSV sóng nè, và những cái khi mà chúng ta phân tích phổ nè, tỉnh tâm đu với xe xa bình thường nè, đây hay hoặc là tốc độ của vận tốc của động vật cảnh chung bình thường là như đây 45 tới 25. À, bây giờ đây là những cái mấu chốt của lý luận. Nếu hai bên mà đều tăng cao hơn trên 155, cụ thể là trên 155 thì sao? Thì có bệnh lý gì không? Hai bên nó đều cao hết trên 155 mà ông nó thì lại bình thường là bố con này, cái quá trình người ta là dân cái lao chuyên nghiệp nha, mấy ông dây lao ấy đó à, là dễ con rồi, hoặc là bị cao huyết áp rồi, chứ không phải tổn thương cụ thể tại cái độ đặc cảnh đó à. Rồi nếu cả hai bên cùng giảm thì sao? Thì coi chừng đó là bệnh cơ tim, bệnh van tim, hoặc là nhồi máu cơ tim, hoặc là những cái gì làm giảm cung đường tim thì máu lên nó đang yếu, cũng như là rồi đó là cả hai bên như nhau. Bây giờ là nếu có một cái sự khác biệt, nó gọi là bất tương đối ấy, giữa hai bên khoảng 20 cm giữa bên phải và bên trái, thì nó gọi là có cái sự bất đối xứng với dòng chảy, thì nó cũng có thể là bình thường hoặc là nó cũng có thể là đúng. Nếu ta nhìn, ta coi hết mà không có cái gì thì ta chỉ có thể kết luận là à, có sự bất đối xứng của dòng chảy hai bên như thế thôi. Ha, bên phải hoặc bên trái chênh lệch nhau trên 20 cm, và chênh lệch nhau dưới nó có vấn đề gì? Bên này tôi đo 85, bên kia tôi đo 95, không có vấn đề gì, không nói được cái gì hết. À, khi nằm trên 20 là rồi. Khi động mạch
trong vì hẹp. À, thế hẹp là ảnh hưởng đến nước độc. Thì ngoài sự gia tăng PSV ở ICA bị hẹp, người ta còn thấy có sự gia tăng ở tù trừ ở bên nước biển. Đây câu này là các chị cần phải chú ý. Bây giờ ví dụ như ông mặt cạnh trong bên phải nó bị hẹp, nó bị hẹp thì ngay tại chỗ hẹp của nó cao hơn, cái xe nó cao hơn, nó có cao rồi, nhưng đồng thời ở bên kia cũng thấy nó cao luôn, chẳng qua nó bù trừ, hiểu không? Điều này nói lên là như thế này, các anh chị qua bên phải chưa gì các anh chị ủa sao đồng mặt cảnh trung bên phải này lên tới 150 cm giây mà các anh chị là không thấy chỗ nào nó hẹp, thì trong đầu các anh chị nghĩ là phải bên kia nó có cái gì đó, ráng tìm bên kia để ý nó là cái gì, bên kia nó phải có hẹp thì bên đây nó bù đó, hiểu chưa? Đó đó là để chúng ta mới qua một bên, ví dụ bên này nó bình thường, bên này chúng ta thấy hẹp được liền thì chúng ta cũng có thể tiên đoán, nếu nó hẹp 60-70 thì chúng ta có thể tiên đoán bên kia nó sẽ tăng cao một tí, đã nằm trong đầu mình rồi. Nhưng mà bây giờ đây đó, người ta thấy cái gì mà 180 cm giây mà không thấy có mảng sữa bữa, không thấy có hàm gì hết kìa, thì đừng hốt hoảng, phải nghĩ là bên kia nó có, bên này nó bình thường đó, ý cái này nó hai rồi, ok rồi, bây giờ mình lên tương cận có cái gì không siêu ăn cá mà thầy có thể là bây giờ là rồi hiểu, tôi hiểu rồi, bây giờ trường hợp các anh chị thấy là cả hai bên đều cao 140 cm giây à, thì các anh chị có quyền hỏi mình nhanh anh làm ngày gì, sau khi mình thêm mấy thông tin đó thì mình ghi là cái gì động mạch cảnh trung cả hai bên đều định cao khoảng nhiêu đó sao cảm nghĩ, hoặc là vì bệnh nhân là dân thể thao, hoặc là đề nghị theo dõi có cao huyết áp hay không, thấy sao thấy vậy thấy chưa? Rồi bây giờ thấy dưới cũng vậy luôn, thường thường mấy anh dưới này là chắc chắn có bệnh tim rồi, dọn là biết rồi sao đề nghị chuyển chuyên khoa tim mạch theo dõi bệnh tim rồi xong rồi. Còn cái này là cái là vui này, nhiều khi không thấy gì hết thì cứ ghi là có sự bất đối xứng giữa động mạch cảnh trung hai bên. Dạ, thấy gì mà nói vậy? Cái lần mình đâu kết luận được cái gì? Thấy không? Bởi vì mình không thấy gì cả mà. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cái này. Bây giờ cái này là sao? Các anh chị nhìn nha. Bây giờ các anh chị nhìn. Ở đây. Các anh chị thấy sao? Cái này là nó ở đâu đây? Bây giờ nhìn kìa. Nhìn kìa. Cái này là nó đang ở đâu? Tất cả chúng ta làm á, là vì á, chúng ta ở đây á, là chúng ta quen như thế này. Chúng ta làm trực tiếp là chúng ta quan sát trên monitor, trên màn hình, đó là chúng ta nhiều khi chúng ta hèn ý tới cái hình này, không có lý giải gì trên cái hình này. Chứ ở Mỹ tôi đã nói rồi, là tôi nói là sonographer làm rồi nó đưa đúng hình cho mình thì mình phải xem từng chi tiết ở trên hình để mình thấy. Nếu mà anh em mình nhiều khi cũng đâu có hình. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái hình đây, đây cái kết quả siêu âm đã gửi lại cho mình đây. Ví dụ như đây thì đầu tiên coi cái này nó đang làm ở đâu, cái đang làm ở đâu à, đây hiểu đâu mạch máu, bây giờ tôi chỉ cần yêu cầu là cái này đang khám ở đâu đó hả? Trên cái hình này các bạn biết là người ta đang khám ở cái động mạch nào, nhìn nè, đầu tiên nè CCA bên phải đoạn xe à, đây thêm một khái niệm, bây giờ là thêm một khái niệm là mạch máu. Giờ ở cái chỗ này là nói luôn là rất dễ thật. Mình đảm bảo này luôn. Đây, bao giờ cũng vậy. Ở mạch máu á thì người ta hay dùng cái này. Vẽ vậy thì có biết ở đây là nguyên ủy. Ở đây là gì? Upstream đây là gì? Thượng nguồn. Thượng hấp. Mà phía này là ví dụ đây là hết cái mạch máu này, chưa đôi này, chưa đôi. Và dưới này là đau ha,
thượng nguồn, hạ nguồn. Đầu tiên là dạy cái đã, xong rồi ở mạch máu. Bao giờ người ta cũng chia ra làm ba đoạn. Tính từ thượng nguồn, đoạn này người ta gọi là đoạn gần. Đoạn này là đoạn nhỏ. Và đoạn này là đoạn xa. Bao giờ cũng vậy, để cho ta dễ ấy. Thì nhiều. Gần là gì? Proximal. Phải không ta? Thằng này là gì? Distal. Thằng này là M. Vậy thì luôn luôn vậy. Ha, cho nên nhìn cái hình. À, ví dụ như nó không có nói kỹ là ở chỗ nào chứ nè. Nhưng mà này, đoạn xa có mạng xe vừa là biết chỗ này. Đoạn gần có mạng xe vừa. Đoạn giữa có mạng xe vừa. Ha, trừ khi nào có cái nút ở cạnh hành cạnh các bạn sẽ được. Đó, các anh chị nhớ cái điểm này nha. Rồi, ok. Đoạn giữa, đoạn gần, đoạn xa. Thì bây giờ chúng ta nhìn cái hình. Chúng ta nhìn cái hình. Đầu tiên chúng ta nhìn cái gì? À, đây là CCA, động mạch cảnh trung. RT là bên phải, ngoài. Distant, đoạn xa. Ha, đây là đoạn xa. Có nghĩa là nó đang khảo sát động mạch cảnh trung bên phải, đoạn xa. Ok chưa? Yeah. Thông tin thứ nhất. Rồi, thông tin thứ hai. 195,6 PS, đây là chính là PSV, đỉnh tâm thu. Ở đây, ha, rồi máy tự động cho ra RI luôn, không cần quan tâm cái RI này, chưa cần quan tâm cái RD này, chỉ cần quan tâm cái PSV 195,6 cm giây tốc độ. Thì bây giờ, nhìn trên cái hình của tao đâu có mảng sẽ bữa mày ăn đâu nữa. Gì nữa, đúng không? Vô cái thấy, trời, 195 mà nhìn không thấy mảng sẽ bữa. Thấy chưa? Rồi xong, từ từ, hết sức bình tĩnh. Thế người ta mới làm con này. Nhìn CCA cảm ơn giữa. À, đoạn giữa bên trái. Left medium CCA. Bên. Đó, tôi nói là khảo sát động mạch cảnh trung bên trái đoạn giữa. Có nguyên một cái cục khổng lồ ở đây, mà anh xin lỗi dành đây. Đặt lên đây một cái đó. PSV nhiêu? 589. Kinh khủng chưa? Như vậy là cái thằng này nó hẹp dữ lắm. Máu lên não thiếu. Cho nên thằng này bù trừ. Hệ ý của nó là vậy. Hẹp bên trái, bù trừ bên phải. Đó, cho nên làm vô bên phải thấy vậy liền. Đừng bình tĩnh. Đó là tăng tứ máu bù trừ. Ha, đó là tăng tứ máu bù trừ. Nghĩa là thằng bên phải tăng tứ máu bù trừ cho thằng bên trái. Nhưng thằng bên trái là bị hẹp não. Ok. Ý là rất dễ. À, chỉ cần bình tĩnh là đó, giống cái gì đó. Đừng có rối lên. Rồi, ok, xong. Rồi, nhớ hẹp ở CCA thì bao giờ cũng cho phổ tạch lít mạch lít ở hạ lưu dòng chảy. ICA có được gọi là hạ lưu dòng chảy của CCA không? Được. Được, cái đó được. Cái anh đầu nó chỉ ra này. Nó là lưu. Cho nên nếu hẹp ở đây, hẹp ở mặt cảnh trung thì có thể xuất hiện sống tạch lít mạch lít ở đây. Cảnh trong bao giờ cũng bị hơn là cảnh ngoài nha. Cảnh trong nhớ cảnh trong, bởi vì cảnh trong là quan trọng nuôi não, nhưng mà cảnh trong thì lại xuất phát từ cảnh trung, còn cảnh ngoài người ta chỉ lý do là nuôi ở ngoài, nó cũng chưa nuôi não. Rồi, ok. Rồi, đây sống tạch lít mạch lít, chị thấy sống tạch lít mạch lít sống cực kỳ thấp. Các anh chị thấy cái PSV nó bao nhiêu? 0,133 mét giây. Tức là 0,133 là 10... Là nhiêu ra? Là mấy cm? Nếu mà chiếu ra cm là bao nhiêu? 1.3. À, có chút xíu. À, rất là thấp nè. Thấp tủng nè. À. Nhưng mà kêu luôn. Đó, đó, xong đó là nhớ vậy thôi. Rồi. Phổ đốc lên là mặt nó sống. Rồi, bây giờ nếu phổ đốc lên là mặt nó sống thì thường thường là dày PSV của nó từ 20 cho tới 60, 20 tới 60. Cái này nhớ làm biết rồi biết, ít khi nó vượt quá 60. Ha, 20 60. Đó này, này có bao nhiêu? 57.4. Rồi. Này khoảng 60. Hơn một chút xíu. À 79.5. Ha, 79.5. Tiêu chuẩn hẹp động mạch gốc sống ít được đề cập trong nghiên cứu. À, rồi.
PSP bất thường khi nhỏ hơn 10 hoặc lớn hơn 100. Bình thường là 20-60, nhỏ hơn 10 hoặc lớn hơn 100 là coi như bất thường. Đường kính động mạch đốt sống trên siêu âm thường thường là 4mm, bên trái lớn hơn bên phải trong 30-40 trường hợp. Do vậy, thường có sự chênh lệch PSP giữa động mạch đốt sống của hai bên. Nhớ ý này, bên nào lớn thì PSP nó cao hơn chút. À, và động mạch đốt sống rất là đặc biệt là thường thường bên trái lớn hơn phải, bên trái lớn hơn phải. Cho nên khi làm động mạch đốt sống, tôi khuyên tập ở bên trái trước, bên trái rất dễ thấy. Đa số trường hợp là bên trái lớn bên phải, nhưng khi nào các anh chị thấy bên phải mà đúng thì chắc chắn bên trái nó nhỏ. À, có một số người đó nó thiểu năng, nó thiểu gì không quan trọng, miễn là có dòng chảy được rồi hai bên. À, bên nào đường kính lớn thì chắc chắn bệnh đốc nó sẽ lớn hơn kia. Rồi, đốc sống mà lên tới nhiêu đây, 389 thì giữ hẹp khủng khiếp. À, rồi, khoan, thế bây giờ, hồi nãy giờ nói tới động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trong là bao giờ cũng phải nói đo cái gì? Không phải. Chân tôi muốn là đo ai để yên đi. À, thì bắt buộc phải đo em đi. Nhưng mà khi qua cái động mạch đốt sống có nói đo em đi không? Tại sao vậy? Nhỏ, nhỏ. Có thấy đồ đó. Đơn giản là không thể thấy được. Không thể thấy được. À, đo được đường kính nó có 4mm này. Thì không thể thấy được cái lớp động mạch đó. Người đã không đặt vấn đề ra luôn. À, vấn đề là chỗ thấy được dòng chảy và đó là PSP. Rồi, bây giờ cái này rồi. Đây, cái này là cái sống này. Cái này là qua đây rồi. Đây, đây là, cái này là lý thuyết. Mình lý luận thôi. Người ta thấy khoảng 1/4 số ca nhồi máu não phía sau á là liên quan đến động mạch trên nền và đốt sống. Cho nên khi mà ta nói là ta làm động mạch là đốt lơ, động mạch cảnh là ta sai. Cảnh con phía sau không sao. Cho nên là phải nói là đốt lơ hệ động mạch não ngoài sọ gồm có cẳng và thân nền ta và đốt sống. À, để chi để là 1/4 số ca nhồi máu não phía sau liên quan. Rồi, hẹp động mạch đốt sống có thể ở đoạn ngoài sọ hoặc đoạn trong sọ là nguyên nhân của gần 20% số ca nhồi máu não đằng sau. Trong sọ thì làm sao mình coi, chủ yếu mình coi nếu có ở ngoài sọ. À, rồi, hẹp ở vị trí nguyên thủy là có, nhưng mà hơi thấy dưng thấy không. Nguyên thủy của PA nằm đâu? Nguyên thủy đâu mà đâu sống nằm đâu? Đúng rồi, động mạch cái đò. Chính vì thế khi các anh chị làm động mạch đốt sống ngay từ đầu đã bộc lộ được động mạch đốt sống là tập luôn, tập đi xuống dưới, tập đi xuống dưới, đi cho tới khi nào thấy được cái nguyên thủy của nó sẽ thấy, hơi khó nhưng sẽ thấy nha. Một năm là chắc chắn thấy hết. Trong một cái nhíu là cái này thôi ha. Rồi, à, thứ nhất đó là ở nguyên thủy thì không thấy, nhưng mà đoạn gần proximal thì thường thấy. Ha, à, đoạn gần proximal thường thấy. Như vậy ba chỗ hay hẹp theo thứ tự của hệ động mạch não và sọ là gì? Chỗ chia đôi của động mạch cảnh trung, đoạn gần của ICA và đoạn gần của VA. Đoạn gần của động mạch cảnh trong và đoạn gần của động mạch đốt sống. Ba điểm này là ba điểm lý thuyết đã nói. Thì các anh chị cứ làm điểm này cho tôi đó. Ba chỗ này, chỗ chia đôi, đoạn gần của động mạch. Khi người ta nói đoạn gần của động mạch cảnh trong là nằm chỗ nào? Là nó gần cái chỗ chia đôi. Đúng không? Thật ra anh chị chỉ coi được có một khúc đó thôi. Nó đã là gần. Và cuối cùng khó nhất là đoạn gần của động mạch đốt sống. Ok chưa? Nhớ ba vị trí đó. Rồi, cứ làm ba vị trí đó. Rồi đều cái đã, đều tay cái đã. Rồi tính tiếp. Rồi. Đây. Các anh chị thấy không? Hẹp đâu? Không hẹp đâu. Các anh chị thấy. À, để thấy chứ coi nha. Nhiều khi dọc cái động mạch đốt sống đâu thấy nó hẹp. Nó hẹp bằng ngay cái chỗ này nè. Nó hẹp ngay chỗ này nè. Các chị thấy không? Ác không? Đó, chủ nguyên thủy. Có khi thấy được, có khi không thấy được. Rồi. À, rồi. Nghĩa là gì? Hẹp
ở thượng nguồn thì ở hạ nguồn có sống gì? Tạt nước. Tôi coi được mặt ông sống mà tôi thấy sống trời ơi. Chút xíu. Mà tôi nhìn ra hết từ V6 lên cho tới V3 tôi không thấy chỗ hẹp. Thì lúc đó tôi kết luận rằng là có sự xuất hiện sống tại lòng Chris ở động mạch đốt sống nước thải. Nghi ngờ hẹp trái, nghi ngờ hẹp ở thượng lưu hay là nghi ngờ hẹp ở nguyên thủy. Đó là câu trả lời của xương của tôi. Tôi đâu có thấy chỗ hẹp đâu mà. Rồi chuyển cái kết quả lên lâm sàng. Anh lâm sàng, anh thấy là cái này hình như có phù hợp với bệnh nhân lâm sàng. Lâm sàng chưa chắc nói tin được đâu. Nên nhớ như vậy. Cái điều đầu tiên là người ta sẽ bắt mình làm lại. À, ông nào làm, ông A làm phải không? Rồi hội chẩn mời ông trưởng khoa, phó khoa làm, hoặc là ông B có kinh nghiệm làm, bắt lại làm lại. Rồi trả lời lần thứ hai. Nếu như họ thấy có vấn đề thì bắt buộc phải đi làm cái gì? Đi chụp. À, biết này, bắt buộc đưa qua chợ thủy rồi là đi chụp. Không, chứ họ cũng chưa chắc tin mình đâu. Khi nào kết quả nó về? À, rồi thì cái siêu âm này. Thế còn kết quả này không thấy gì hết, siêu âm giả. Nghe, mình nói trước như vậy. Cho nên đừng hồi đầu thì cứ ca ngợi đó, lơ là ca ngợi là giữ quốc không. Không, mình chỉ là một phần của sự thật. Mình chỉ là đóng góp một cái nhỏ gợi ý. Mình chỉ có gợi ý, người ta ok, người ta mới phải chứng minh. Chứ còn không phải của mình, có phải giờ anh nói là anh này hẹp rồi đó. Anh dám thẳng lên thôi, anh mới hẹp ra xuống rồi. Phải chứng minh, nên cái này có cố dứt khoát, càng tiêu chuẩn bàn ở đây. À, rồi hẹp. Nhưng nếu chúng ta làm ở những đơn vị khó phát triển mạch máu thì chúng ta mới thấy cái lợi hại của chúng ta. Tức là sau khi nó giải quyết, nó đặt xong, nó đặt stem, nó đặt gì ra thì lúc đó xương nó lơ mới đợi chị coi suốt ngày luôn. Ha, con chỗ này nó có thông, nó có tắc hay không, có đóng gì hết khối này, lúc đó mới thấy chị mới lớn. Đó, nó lại vậy. Rồi, ok. Ngày ha, rồi, cái này cũng vậy luôn. Sống tại cái xương biết là kít hay góc luôn. Đi là tới gần cái mũi luôn này. Đây là một mặt khí đồ bên phải này. Đó là mặt ống sống ở trên này nè. Chỗ có chỗ không tới này là để lúc đó năng lượng là xuống được tới cái này luôn. Thấy được cái mũi luôn nha. Và kéo tay rồi. Nếu có hẹp nặng hoặc tắc ở cả hai bên động mạch cảnh trung thì làm sao? Thì thằng các chị sẽ thấy là thành công mạch cốt sống này bệnh cốt sẽ rất là cao để nó bùng trừ. Ở đây trước tắt hết rồi thì bắt buộc đằng sau nó phải tăng lên luôn ha. Để cuối cùng làm sao để cho cái vòng cung minis ở trên nó thông thương thôi, nó đủ máu thôi đó. Khi thấy PSV của động mạch cốt sống hai bên đều tăng cao mà không tìm thấy hẹp thì điều đó có nghĩa là coi lại hai thằng đây là cảnh trung ha. Hay nói cách khác, thấy động mạch cảnh trung mà hẹp thì hai thành cốt sống tốc độ nó sẽ tăng cao để nó phù trừ giống như cái kia đó. Tắt vào cuộc sống không thấy màu nữa luôn, để màu nữa luôn, không thấy nữa luôn. À. Rồi như vậy là chúng ta đã xong những phần lý luận cơ bản thì đây là cái kết quả theo cái report của người ta. Anh chị thấy cái report của người ta những cái chi tiết người ta ghi lên đây là chuẩn ha. Rồi nhưng mà ở đây chúng ta cũng có làm hay không, như bên nào cũng được, như có cái mẫu này không đây nè. Anh chị thấy không, phải không, trái nè, thấy không, nó vẽ nè, chung nè. Cái này là gì, trong hay ngoài? Nó mặt cảnh nào? Trong. Ừ, không có nhánh. Nó mặt cảnh ngoài là nhỏ có nhánh, thấy không, chung nè, trong ngoài. Còn là gì? Đúng rồi, bên phải bên trái, thấy không. Rồi nếu chảy bình thường, cái này là dành cho cái này thôi, cái cuốc này là dành cho động mạch cuộc sống. Còn động mạch theo động mạch cảnh là phải ghi rõ ràng PSV bao nhiêu, RDV bao nhiêu, kẻ góc bao nhiêu, IMG bao nhiêu phần trăm mảng sơ vữa. Các chị thấy rất là chi tiết ha. Còn riêng này là của động mạch cuộc sống, nếu bình thường đánh vô normal. Rồi ba cái này mặc siêu full no flow. Chút xíu ngay rồi. Nguyên cái này không là một phần cực kỳ thú vị và hấp dẫn. À, còn chung ở đây. Rồi, sau đó mới tới
phần của bác sĩ chẩn đoán nặng. Người ta ghi là gì các anh chị? Ta có ghi là diagnostic không sâu, diagnostic imperfect. Ha, cái câu này là câu cực kỳ hay. Câu này là hồi xưa là mấy thầy mình xài quá. Thế Việt Nam mình là gì? Giống như thầy phán hồi xưa là hay dùng được. Cảm nghĩ. Chẩn đoán là không đưa ra chẩn đoán, đừng có lớn lối quá. Cái nào chắc chắn thì đưa. Cảm nghĩ hướng. Ha, cho nên đó đấy. Diagnostic imperfect. Cái gì ấn tượng nhất? Ha, mình nghĩ tới cái đó nhiều nhất. Ha, rồi, ok. Rồi ghi tên. Đó thì cái mẫu này. Rồi. Đây, bây giờ sẽ tới một số bệnh lý đặc biệt. À, có ba cái, nhiều lắm. Phim ở đây chỉ nêu ba cái cụ thể nhất, có thể thường thấy nhất, còn những cái khác. Sau khi nắm được cái này, các anh chị về làm có tài liệu thêm. Thì cái thứ nhất là hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn, Sullivan Steel Syndrome. Cái này chính là để phục vụ cho thằng này đấy. Vascular Steel hoặc là Motor, phục vụ cho này. Phục vụ cho riêng thằng này thôi. Không dính cái đấy mà thằng cái này nha, thằng này vẫn sống, thằng này vẫn sống. Rồi, đó, bệnh lý thứ hai là phình mạch. Rồi, bệnh lý thứ ba là u thể cảnh. Rồi, nghỉ 5 phút ha. 5 phút. Nãy giờ, nói cái gì hiểu không? Dễ hiểu rồi phải không? Cái này cũng phải trồng như vậy, trong đó có những cái bài cực kỳ hay về cái này. Và tình cờ mình biết luôn tại sao nó ra cái chữ này. À, có một tay bác sĩ người gì coi nè. Cái là tôi vẫn còn giữ mấy cái tư liệu này. Thì ổng đầu tiên là ổng nghiên cứu về cái stroke. Xong rồi mà cái stroke ở phía sau, mấy cái tai biến phía sau. Xong rồi mới phát hiện nó là mà nhờ siêu âm làm rồi này kia. Đầu tiên là siêu âm có cái hình ảnh kỳ, ổng mới mô tả cái đó. Rồi cái ổng mới lý luận, rồi ổng mới gửi thư cho một ông bạn của ổng cũng là bác sĩ. Hai bên mới trao đổi với nhau và ổng là người đầu tiên, ổng nói rằng là bây giờ ổng biết dùng từ gì thôi, bây giờ rõ ràng là thằng này nó cướp máu của thằng kia. À, thằng này nó cướp máu, nó lấy máu của thằng kia. Mà trong người tiếng Anh thì ổng biết là chúng nó dùng như nào, thì ổng dùng chữ steel. Rồi cái ông bạn kia cũng nói ừ. Thôi, từ đó hai ông dùng, nó bắt đầu lan ra rồi cái dùng chữ này luôn, steel luôn. Rồi bây giờ dịch ra tiếng Việt Nam là sao? Hội chứng cướp máu. À, nếu mà lấy máu cũng được, hội chứng lấy máu nhẹ nhàng hơn ha. Rồi đấy, đó là cái minh văn của nó lại vậy đó, rất là vui. Rồi đây, hội chứng cướp máu, hội chứng này nói lên có sự đảo dòng của VA cung cấp máu cho phần sau chỗ tắc nghẽn của động mạch dưới đòn. Ở câu thứ nhất này các anh chị chú ý giùm tôi, hẹp là hẹp ở đâu? Hẹp là hẹp ở động mạch dưới đòn chứ không có liên quan đến bản đốt sống. Nhưng biểu hiện thì biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở đâu mà đâu sống? À, ha. Sự đảo dòng này có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Có thể xảy ra hai bên. Tùy theo mức độ hẹp nhiều ít thì sẽ xuất hiện các kiểu đặc trưng giúp chẩn đoán. Đấy, chúng ta là dân hình ảnh. Cái gì cũng dựa trên hình ảnh. Hình ảnh đó là do cái phổ đó. Nhìn cái phổ đó là biết ngay nó là loại nào. Thì ta chia làm ba loại. A, B, C, 1, 2, 3. Đầu tiên là tiền cướp máu, pre-steal, tiền cướp máu. Thứ hai là cướp máu không hoàn toàn, partial steal, partial không hoàn toàn. Và thứ ba là full steal, cướp máu hoàn toàn. Ba cái. Ba cái này nó phải có ba cái hình ảnh. Ngồi đầu thì hơi khó, nhìn quét mắt, nhìn cái là thấy đẹp. À, có cái này là tôi có thể kết luận. Nha. Hẹp là hẹp ở đâu? Dưới đòn. Nhưng biểu hiện là biểu hiện ở đâu? Các chị qua cái hình đầu tiên, các chị qua cái hình này trước. Đây, cung động mạch chủ nhánh thứ nhất, thân động mạch cảnh tay đầu, nhánh thứ hai động mạch cảnh chung trái, nhánh thứ ba động mạch dưới đòn trái. Bây giờ nó hẹp là nó hẹp cái nào? Nó hẹp ở đây. Đây là gần nguyên thủy không? Đúng không? Đây là gần nguyên thủy của động mạch dưới đòn. Hay nói cách khác là gì? Lặn gần. Đúng chưa? Thế thì động mạch đốt sống là tập xuất phát từ ngoài này đó. À, về nguyên tắc máu tim bơm lên đây, qua đây, lên đây, ở đây cũng vậy, qua đây, lên đây. Nhưng mà vì nó hẹp ở đây, mà nó hẹp ở đây á thì cái vùng phía dưới này là cái vùng sẽ qua được mạch nách, đúng không? Dưới đòn qua nách qua tay. À, nó sẽ bị thiếu
nó sẽ bị thiếu. Thì cơ thể mình nó bù trừ lại cái là nó giật ngược máu của ngày lại, đáng lẽ nó phải chạy chiều này, nó giật ngược lại, à nó giật ngược lại để nó cung cấp máu cho mình. À, mình cứ đó. Thế thì ở những bệnh nhân này lâm sàng nếu mà hẹp nặng thì không nói, chứ là hẹp mà vừa lâm sàng cũng khó thiệt. Nhưng mà vậy nè, đó là mấy ông trao đổi với nhau là thấy bệnh nhân là sao yếu cái bên, ví dụ cái này bên tay trái nữa, cái bên tay trái nó yếu, bình thường nó nói như một hoạt động đó, nó mau mỏi nó cứ mệt không lấy được ha. Đó rồi có cảm giác, mấy cái cảm giác kiếm bò rồi đây đại khái là gì gì đó. Đó thì rõ ràng là cái tay bên này nó bị yếu không được ha, cứ không được đó, từ ông suy ra ha. Rồi thế thì bây giờ trên sóng siêu âm mình thấy gì? Hẹp 50% động mạch đi làm trái cho một cái khổ tiền cướp máu, gọi là tiền cướp máu, nó sẽ là gì? Khổ VA vẫn trên đường nền nhưng có sự giảm tốc giữa tâm thu cho ra sóng hình con thỏ, hình con thỏ bên mi quay phải từ đúng thứ văn bên mi quay phải này. Giờ các anh chị nhìn nhìn lại đây, đây là đường nền ha, tâm thu nó phải lên chứ đúng không? Xong rồi bắt đầu cuối tâm chưa, bắt đầu tâm chương dài ra rồi lại lên nữa rồi xuống xuống đúng không? Đỉnh tâm thu cuối tâm chương, nhưng mà ở đây ngay tâm thu thì như nó giật xuống là cái chỗ mà nó giật máu lại đó. Đây là giật đó, cái là không hiểu làm sao mà cái này, cái không biết là mấy ổng nghĩ sao, bởi vì mấy ông hình ảnh học là mấy ổng thấy minh họa đó, nghĩ sao ra ổng vậy anh, ổng nói đó là ổng họ cái lỗ tai nè, hai cái lỗ tưa, cái gọi là hai cái lỗ tưa, cái bụng nè, đó. Cái giờ ra con thỏ, các anh chị thấy cái hình này, các anh chị đừng thấy cái hình này, các anh chị thấy hình này, các anh chị nói được con thỏ không? Con quỷ con thỏ gì, quỷ con thỏ, cái bả ra con thỏ, thấy không? Đó, rồi, rồi bây giờ giải thích cái hình này, đó, mấu chốt ở đây là các anh chị thấy nó có hai cái đỉnh, đúng không? Động mạch đốt sống bình thường là sao? Động mạch đốt sống bình thường là chỉ có một đỉnh thôi, đỉnh tâm thu thôi. Xong rồi xuống tâm chiếu với đằng này tự nhiên mình thấy có hai cái đỉnh. Mấu chốt là nhìn ra hai cái đỉnh này. Ha, à, rồi lý giải. Đây. Mở cuốn sách của thầm nghĩ ra là nó giải thích ở đây. Tìm được chỗ nào là tâm thu, chỗ nào là tâm chiếu. Thì đây. Đây là bắt đầu. Cuối tâm chiếu nè, lên tâm thu nè. Tâm thu nó kéo dài tới đâu? Tâm thu nó kéo dài tới đây. Nè. Rồi từ cái đoạn này qua tới cuối tâm trường này mới là tâm trường. Chị thấy rõ ràng chưa? Đó. Đỉnh thứ nhất nằm hoàn toàn ở tâm thu, xong rồi nó dứt lại một cái, xong rồi từ từ nó lên, lên tới đỉnh thứ hai là hết tâm thu. Cái này nó gọi là giảm tốc giữa tâm thu, giảm tốc giữa tâm thu cho ra cái chỗ này. Đó. Bây giờ bán con thỏ rồi, thấy con thỏ chưa? Bên xuống ra con thỏ chưa? À, này đúng đùi không hai một. Hai một, thấy không? Nhớ vậy. Hình vẽ thì nó vậy, đi vô làm không phải nó hình này. Nhưng mà luôn luôn phải có hai cái đỉnh. Phải thấy được hai cái đỉnh. Đó, rồi, hiểu rồi. Rồi, ok. À. À. Đây, sống đây. Này, đây, nhìn đây, giờ đây, giờ nhìn đây. Đây, sống rồi đã đi rồi. Một đỉnh. Hai đỉnh ở giữa giật xuống, đầu tiên phải nghĩ là tâm thu đâu cái đã, à đỉnh tâm thu là đây nè, còn cuối tâm chương là chỗ nào, phải khẳng định cuối tâm chương là đây, đúng chưa? Đây là đỉnh khác nè, à nhưng rồi sau đó thấy ngoài cái đỉnh này nó còn có một cái đỉnh nữa, à thì thấy cái này là phải nhớ mình không bỏ, mình không gửi đó, nhớ nha. Rồi đó, dễ dàng. Hình này, hình này thì dễ. Nó quá hình này rồi sao? Này cũng khó gì cũng khó, đúng không? Hình này là khó rồi đó. Các anh chị thấy rõ ràng không? Nhưng rõ ràng là vẫn thấy có mấy đỉnh anh chị? Một đỉnh nè, thấy chưa? Giảm tốc nó làm cái này nè. Cuối tâm trường làm đâu? Cuối tâm trường này nè, thấy chưa? Đỉnh tâm thu nè, dứt xuống cái là lên cái đỉnh này nè. Cuối tâm trường nè, dứt cái là hình này nó đầu khó nhìn hơn rồi. Thấy chưa? Đó, cho nên vấn đề là ở chỗ chúng ta nhìn
thấy có hai đỉnh là tự nhiên mà xong rồi coi kỹ lại ra nha, đó đó là xong không hợp. Rồi đây là tiền rước máu, đây là báo động, đây là hẹp 50%, đã ảnh hưởng tới cái đồng học chưa? Đã ảnh hưởng. Về nguyên tắc là chưa có ảnh hưởng gì đến cái đồng học, chưa có ảnh hưởng gì đến máu nuôi, nhưng mà báo động và ở trên sống nó có cái hiện tượng này rồi. À, rồi cái này là tiền. Rồi bây giờ không hoàn toàn trên 50% này. Ha, à, cái này thì đó là hình này. Rồi. Thì hình này khác với hình này chỗ nào? Ở những hình này tất cả đều nằm trên đường nền. Tất cả đều nằm trên đường nền. Tất cả đều nằm trên đường đẳng điện. Tuyệt đối không có thành phần âm. Qua cái phổ cướp máu không hoàn toàn một cái, tự nhiên nó đâu mạch đốt sống mà có thành phần âm như thế này. Tâm thu đâu? Tâm thu đâu? Tâm thu đây. Cuối tâm trường đâu? Cuối tâm trường đây. Lên tâm thu. Ha, ở cái kia thì nó giật ít, cho nên là vẫn còn trên đường này. Cái này nó lấy nhiều hơn, nó giật một cái rồi xuất hiện đây. Thấy chưa? Rồi, điểm thứ hai nè, điểm thứ nhất, điểm thứ hai nè. Ok chưa? Thấy có xuất hiện hẹp nặng hơn. Lấy máu về, giật máu về nhiều hơn. Chui xuống đường này. Ha, đó. Thấy chưa? Rồi đó là không hoàn toàn. Rồi cái này mình có thể tạo ra được không? Tạo ra được, mình tạo ra được. Nhưng mà tôi khuyên anh chị là thì thử nói đây, người ta làm cái này, người ta làm cái này. Giờ anh này tôi lấy cái máy đo áp tôi bơm cứng cái tay anh lại, bơm cứng này, đúng chưa? 3 phút là dữ lắm á. À rồi sao? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã tạo một cái thiếu máu như này nữa. Thì khi anh để anh đo ở cái đồng đất sống cùng bên anh cũng đã thấy hiện được. Có nghĩa là nó cũng phải kiếm cách nào đó nó lấy máu nuôi như thế này, bù ra như thế này, là mình có thể tạo ra được cái hình này. Tạo ra được. À, tôi bây giờ tôi làm cái này. Tôi làm cái này tới cái độ thằng lính tôi mà mỗi lần nó thấy tôi là nó khóc, rồi nó cũng dứt khoát nó trốn mà. Nó nói không nào. Tại vì làm vui lắm mới đầu á, để lên 8, để lên 200 cũng không thấy gì. Cái mình nói thôi mình án như ta đang nghĩ mày chiều hay bây giờ nghĩ mày gì mày chiều bơm lên 240, trời ơi nó tê rần nó đây luôn đó chứ. Đó nó mới ra, được không? Đó nó mới ra mà không phải đẹp như vậy đâu. À, đó cho nên là thôi đang nghĩ ra rồi thôi rồi 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 mai vô lần thiếu ra mai có thấy được chỗ làm được, làm được, hoàn toàn có thể làm được nha. Không nói được, cứ thử cũng bơm lên cái chỗ này là cái số này ơi đất ơi, mà mình còn muốn bơm hơn nữa, cái giữ là thiệt chặt, giữ là thiệt lâu, cái càng lâu chừng nào thì cái hình nó càng đẹp hơn nữa. Chửi rồi. Ok rồi, bây giờ cuối cùng là phổ cấp máu hoàn toàn. Phổ cấp máu hoàn toàn thì dễ hiểu rồi, nó lấy hết máu luôn, cho nên là thành phần dương có không, hoàn toàn không còn một cái sống nào, không có thành phần nào ở trên đường lãnh điện mà nó bị dựng xuống hết rồi, hoàn toàn còn nằm âm hết rồi. Đây hẹp kín chỗ này luôn rồi, là máu bên này lên là nó qua đây hết à, để nó chảy ra đây. Thì bây giờ nó ngược dòng hẳn rồi, mà ở đây ngược dòng thì có thấy âm như sao nữa vậy. Bây giờ cho nên mấu chốt của vấn đề là nhìn cái hình phân tỏ, từ hình phân tỏ qua mấy cái này vậy, không có vấn đề gì hết. Đúng rồi, nó bên này ở đây nó kín đây luôn rồi, máu đâu lên đây được nữa, thì nó lấy ở bên này, nó lấy bên này nó qua luôn lên. À. Rồi đây làm hai bên, bao giờ cũng vậy, làm hai bên, bên kia thì dương và bên này thì đúng không? Này là bên nào? Này là bên trái, bên trái. Các chị làm bên phải trước, anh chị thấy à, sống vẫn đều, vẫn đều, vẫn đều, thành phần dương đều, không có gì hết. Làm bên trái tự nhiên như vậy thì các chị phải nghĩ ngay là mình được kết nối hoàn toàn. Nhớ trong cái nghề của mình là luôn luôn so sánh, bất cứ cơ quan nào có hai cái thì phải so sánh hai bên, đúng không? Bất cứ cái nào mà có một cái thì có so sánh được, so sánh chỗ nghi ngờ bệnh lý với chỗ trung tâm không bệnh lý, đúng không? Cùng một con số, tất cả sau khi tôi bắt được động mạch nối sống lại bình thường, tôi thấy là sống là
là trên đường mạnh liệt rồi còn ngày 50 cm giây, ok, để nguyên đó, tất cả những thông số đó để nguyên không thay đổi gì hết. Qua bên trái thế này ha, là rồi. Ủa sao hôm nay, ủa sao ông nó chơi vậy, sao ông nó chơi vậy, thì rõ ràng là sao, rõ ràng là không biết vậy. Ok chưa, ok chưa, đúng rồi, đúng rồi, đây đúng rồi, đúng rồi, nhớ bốn mình này, riêng đâu tập cuộc sống làm nên nhớ bốn mình này. Đây là bình thường, lên âm thu xuống cuối thanh trường, lên đỉnh âm thu xuống cuối thanh trường, lên xuống đều đặt, tất cả nằm trên đường mạnh liệt, một đỉnh duy nhất là PSD. Rồi tự nhiên thấy ông này hai đỉnh con quỷ ha. Và đây là sóng hình của họ, cái là lên thấy một lần không bao giờ quên nữa. Vấn đề là các anh chị làm bảo đảm các anh chị thấy một lần không bao giờ quên nữa. Ha, rồi đây là chỗ quan trọng rồi, thấy hai đỉnh bị giật xuống không hoàn toàn, không có thành phần nào nguyên hết. Cái này chẳng qua là cái này đảo ngược lại thôi, có gì đâu, đúng không? Và nó nằm ở thành phần âm hoàn toàn, để cho nó tất cả các này. Hai cái này là tính thì tôi làm ở đây là hết rồi, còn chỉ có cái này là chưa thấy ha. Rồi rồi, đó là cái bệnh lý thứ nhất nhớ ha. Rồi tới bệnh lý thứ hai rồi, phải hố sống hẹp ở động mạch dưới đòn, nhưng kháng ở động mạch đốt sống. Bài mình học đâu có dính dáng gì tới động đòn nha, tới cuối cùng nó mới lòi ra. Ok chưa, rồi nhớ ha. Rồi rồi cái thứ hai, bình mạch thì dễ rồi, không cần nói nhiều ha. Các anh chị học bài bình mạch chủ chưa, mình là chủ bụng chưa, đúng rồi, bình là chỗ nào đúng với nhau. Rồi rồi, chính nghĩa khi đường kính lòng mạch tăng 1.5 lần so với đường kính lòng đây. Đây bây giờ cứ đang coi này, đang uống này bình thường đang đều đều, cái dấu phun lên vậy, cái đó hai cái đường kính chỗ lớn nhất, cái này nó phải lớn hơn bằng cái này ha. Hoặc hồi xưa học mạch chủ bụng là trên 3 cm, trên 3 cm ha. Ok, khi đã thấy phình ở cảnh tiền đã bút, anh chị nên nhớ đây là cái một trong những cái trực cấp cứu siêu âm. Trực cấp cứu là cực kỳ quan trọng ở đó, là cứ nhớ nè, bệnh nhân nam đa số thường thường, bệnh nhân nam trên 40 tuổi đau bụng đột ngột vô cấp cứu, thì nó khám đi làm gì đây, nhưng mà để tay lên bụng đây có thấy có cái gì vô để không nghe cái vô đây là có thấy có cái tiếng xoáy cái gì đó ha, rung miêu rung biết là nó chuyển vô siêu âm liền. Người ta sẽ ghi chẩn đoán là phải dừng bình là cái bụng. Khi thấy cái đó rồi về nguyên tắc xe đưa phải cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà ở bệnh viện giống như bệnh viện tôi không biết nó chết là nào, mẹ ẩy trực cấp cứu vô ẩy cái xe mà đi đường thì gồ ghề, nó bẻ một cái là tiêu không. Rồi thôi vô đẩy vô một cái cho mình coi, nhớ tới mình bệnh nhân vẫn còn sống, đau đau lưng nha, đau lưng dữ rồi, vô có đau bụng, đau cái lưng nè, thì nhớ nhìn thấy cái chẩn đoán người ta lấy đây là nhẹ một cái, rồi lúc đó cầm đầu giờ khám cực kỳ nhẹ nhàng, đừng có đè ấn ấn ha, đèo mà nó ra một cái bụng là coi như tiêu ha. Nhớ nha, nó sẽ bỏ bất cứ lúc nào ha, nếu mà gặp cái xui ha. Sau đó rồi mình làm rồi xong xuôi rồi dắt làm xong lúc 8:30 tối nha, có kết quả nè, bệnh nhân vẫn còn tỉnh nha, hộ lý đưa ra đưa đàng hoàng, từ trên cái đường đi đưa ra, có chuyện gì đâu phải lỗi tại mình. Nó đổ cho con cái nó bảo mẹ nữa, đã biết cái bình nó còn đè nữa, nó chết ngắt luôn đó. Tôi nói trước là vậy, mấy cái bình là cái điểm rất là buộc cho này nó đỡ hơn, ít có bị dữ dội gì hơn. Rồi vậy ha. Rồi trên trắng đen là mình thấy chỗ hình lên rồi, để màu vô là sao, để màu vô thì nó sẽ có hình này, hai màu nửa đỏ nửa xanh, cái đó nó gọi là viên văn xanh. Cái là gì, cái gì của cứ thấy ông nào cũng vô khám nha, ở phía ngoài cái gì không, à,
tại nó giờ nó ngày xưa đó mà hôm qua còn người lâu quá làm mà có mối chìa khóa mà bắt chìa khóa phòng ra là con tính là giờ một chị trong nhóm của mình là bánh bánh chìa mấy kiểu gì bánh chìa để mà bao giờ mình học thì mọi người về mình học được không không có chìa cho một bánh chìa vậy thì có một chìa không chìa hả có một chìa có một chìa có một chìa rồi đây là con mang về trường đi tại vì cái này cũng không thường xuyên có cái gì thì báo thôi và có gì đó mình khép cửa lại đây cũng có cái gì ghê gớm lắm có một chìa là ai đó con chìa nhóm trước đấy bạn chìa lại đó. À vậy rồi 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 chứ về trường thì gặp tụi con ở đâu thì tập một thường xuyên thì con cuối trường đấy con trường này gặp đâu đến mà gặp hôm qua qua nào đó ừ mấy cái gì đó mấy gì đó con đó tên luôn rồi giờ con cứ để chìa khóa đi rồi mua này của mình trường kia này của mình trường là của bọn cho con có gì đó bọn ha rồi ok rồi tiếp tục bánh nhân vô này bánh nhân này dễ thấy lắm thấy cổ nó có cái cục nha cổ nó cục đây cũng như quan giáp về cái này rồi ha cái cục nó nằm bên này làm như là 80-90% là như đây cần ha đây ngọc đầu cảnh chung hai nhắm cảnh trong cảnh ngoài nằm ở giữa nằm ở giữa thế này gọi là thế yên ngựa thế yên ngựa để nó nằm bên này bóc bóc ra thôi thì khi nó nằm ở đây mà nó lớn thì nó làm giãn hay gì đó nó này ta dở lắm chứ cái gì đó trên siêu âm nè các anh chị thấy nè cảnh chung ở đây chia làm hai nhóm đây hai nhóm này nhìn cái này cái nào cánh ngoài ngoài dưới cánh ngoài có cái nhánh nó nhánh tà le này không có ha này lớn hơn. Rồi nằm giữa đẩy ra đẩy khoảng cách ra xa cánh đen bên mốt nè bên mốt mình thấy bên mốt mình thấy để màu lên một cái trời nó coi nó mắc màu cực kỳ dầu mạch máu để năng lượng lên là tè le rét rét hết ha tè le rét rét để màu lên rồi cái này là pathology của thể cảnh rồi cái này là đó thể cảnh nguồn gốc của nó lại này nè ở đây gan vô mai này rồi cái này về thêm cho mình thêm cảnh rồi cuối cùng lại là u thể cảnh là nên nhớ dùng này đây thấy cái ông mà tự nhiên có cục ở đây ha à, bệnh nhân có cục ở đây thấy ở phía ngoài rồi vô một cái mà thấy đây ha à, để màu lên để le cái kéo nó là sẽ có rất là khó không có gì khó được nữa rồi cái lọc rồi luôn luôn dựa vào PSP hẹp dưới 50 không thẩm hưởng lấy huyết đâu tuy nhiên bất lơ siêu âm bất lơ chỉ là cực phần chúng ta chỉ có giá trị là ý nếu như chúng ta thấy được cái gì chắc chắn thì chúng ta hãy nói còn không cứ mô tả là nơi cảm nghĩ của mình thậm chí bây giờ không thấy gì hết mà tôi thấy cái mức độ nó dạy anh em bởi vì vẫn còn những phương pháp khác tuyệt vời hơn nhiều và đặc biệt là USA bây giờ nó là cùm nó là chìa khóa vàng và tất cả mọi chuyện một mặt ha nhớ việc chúng ta chỉ gợi ý hết chưa hết hết thiệt à hết cái đầu đó cái em thấy thì là mình đo cái đầu nằm bao giờ giờ khi nào vô máy ở trong máy á nó có cái bộ đo của em thì cực kỳ hay mỗi máy